chương 191, tạo hóa thần công. Trống. Thần hầu vương phát ra cùng nộ gào thét, lực lượng trong cơ thể bộc phát, bộ lông màu vàng, vàng ống tản ra ánh sáng màu đỏ ngòm, tại trong đó quan huy có núi thay biển máu hình ảnh khủng bố. Lúc này nó phẫn nộ đến cực hạn, những thứ này thú vương không thể cướp đi nó một gốc thánh dược, nhưng mà những thứ này ngoại giới sâu kiến, lại liên tục tái nghi tam cướp đoạt nó thánh dược, cướp đoạt thánh dược coi như xong, lại còn cướp đoạt bảo bối của nó, đưa nó nhiều năm cất giữ cướp sạch không còn một mống thần hầu vương thiêu đốt tự thân, trực tiếp đánh giết một đầu thú vương, nguyên bản nó liền vô cùng cường đại, lực áp rất nhiều thú vương, bây giờ thiêu đốt tự thân, thực lực càng là vô cùng kinh khủng, trực tiếp đại khai sát giới. Nhanh ra tay, cái con khỉ này điên rồ. Lão lang gầm thép, thể nội khí huyết khoái động, nguyên bản gầy nhom thân thể, lúc này từ từ bành trướng, phản phất trở lại trẻ tuổi, lông tóc có quan huy lưu chuyển, biến vô cùng bóng loáng sáng mềm. Dĩ vãng không đi giết các ngươi, chỉ là không thèm để ý các ngươi, hôm nay tiễn đưa các ngươi quy thiên, để các ngươi biết được ai mới là cái này bách đoạn sơn vương. Thần hầu vương không có tiếp tục ra tay, mà là hai tay kết ấn, tại sao lưng nó hiện ra thế giới màu đỏ ngòm, thế giới màu đỏ ngòm bên trong có sông núi, dòng sông, bất quá những thứ này núi non sông ngòi là huyết sắc sơn phong, dòng sông màu đỏ ngòm, huyết sắc là thế giới này duy nhất màu sắc. Nơi xa rất nhiều sinh linh nhìn cái kia thế giới màu đỏ ngòm, từng cái thần sắc hải nhiên, thần hồn đều đang run sợ, bởi vì khí tức kia quá mức đáng sợ. Cái này nghiệt xúc, quả nhiên tu luyện môn kia bí pháp nhị ngốc tử nhìn về phía cái kia thế giới màu đỏ ngòm sắc mặt vô cùng khó coi thạch hạo nhìn xem cái kia thế giới màu đỏ ngòm thấy được thi thể liên miên ngã xuống thấy được thiên địa biến thành huyết sắc thấy được thiên địa được chôn tất diệt nhìn xem bên cạnh nhị ngốc tử hỏi đây là bí pháp gì nhìn rất đáng sợ nhị ngốc tử trầm giọng nói huyết tán thiên địa một loại hiến tế bí pháp hiến tế không phải mình mà là người khác đem người khác hiến tế tiếp dẫn thiên địa vĩ lực hiến tế người khác có thể tiếp dẫn thiên địa vĩ lực thạch hạo trắc động mắt to trên gương mặt non nớt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu nhị ngốc tử giải thích nói thiên địa chúng sinh bắt nguồn từ thiên địa hiến tế chi pháp chính là để cho chúng sinh quy về thiên địa tiếp đó từ thiên địa nơi đó thu được vĩ lực gia trì xem như một loại đặc thù trao đổi bất quá phương pháp này hữu thương thiên hòa thi triển phương pháp này sẽ oán niệm quấn thân tính tình sẽ thay đổi táo bạo thậm chí là rơi vào ma đạo đương nhiên hiến tế chính mình không có cái này tai hại thạch hạo như có điều suy nghĩ nhìn xem nhị ngốc tử nói ngươi hiểu rất nhiều truyền ta một chút bảo thuật ta làm gì truyền cho ngươi nhị ngốc tử liếc một cái thạch hạo đem ta từ trong lúc ngủ mơ đánh thức còn cho ta loạn đặt ngoại hiệu càng là thỉnh thoảng đánh ta lại còn xin hỏi ta muốn bảo thuật coi ta là thụ ngược cùng phanh thạch hạo trực tiếp một cái tát đánh vào nhị ngốc tử cái kia trơ trụi đầu chim bên trên cả giận nói lại dám liếc mắt nhìn ta ngươi phải hiểu được một sự kiện đó chính là bây giờ ngươi là chiến lợi phẩm của ta là ta từ hung thú trong tay đem ngươi đoạt lấy cái con khỉ này ly long nhìn phía xa cái kia sừng sững ở thế giới màu đỏ ngòm nếu như là một tôn thần minh thần hầu vương, trực tiếp xoay người chạy, cây tiên đào từ bỏ. Chư kiền, tất phương mấy người thuần huyết hung thú tại trước tiên thoát đi, bởi vì thần hầu vương khí tức quá mức dọa người, cái kia đã hoàn toàn không phải thú vương có khả năng tán phát khí tức. Bọn chúng trong lòng hết sức bi phẫn, lần này không chỉ gì cũng không có thu được, còn thụ thương thảm trọng, càng là mất đi rất nhiều máu thịt, nghĩ đến cái kia đáng xấu hổ hùng hài tử, bọn chúng trong ánh mắt tràn đầy lạnh mang cùng oán hận. Thạch nghị cùng thiếu nữ áo tím tại chia cắt cốc kia thánh dược sau đó, lựa chọn bỏ chạy, thần hầu vương khí tức quá mức đáng sợ, giết thú vương như giết chó, bọn hắn nếu là tiếp tục lưu lại chỉ sợ rất khó rời khỏi. tôi đêm nhìn mọi người đều đi, nhìn xem trước mắt cây tiên đào, bây giờ cây tiên đào ngay tại trước mặt hắn, đây nếu là từ bỏ, cảm giác có chút thiên lôi đánh xuống. Nhưng nếu là cướp đi, tính toán, cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ là một cái con khỉ, sợ cái chim này. Tô đêm sắc mặt kiên quyết, trực tiếp lấy ra càng không mài, đem một gốc cây tiên đào thu vào, đương nhiên hắn chỉ lấy lấy một gốc, cho thần hầu vương lưu lại một gốc, nếu là toàn bộ lấy đi, chỉ sợ sẽ là không chết không thôi. Nơi xa thần hầu vương phát giác được lại một gốc cây tiên đào bị đoạt đi, lửa giận trong lòng có thể nhóm lửa 33 trọng thiên, huy động trường thương trong tay, hướng về tô đêm giết đi. Ta triệt thảo hủy mãn. Tô đêm nhìn thấy thần hầu vương triều lấy hắn đánh tới trực tiếp giận mắng một tiếng, tiếp đó toàn thân tràn ngập quan huy, chân đạp trường hà, trong nháy mắt thoát đi. Thần hầu vương cảm nhận được sau lưng những cái kia truy kích mà đến thú vương, không có tiếp tục đuổi giết cái kia sâu kiến bất quá nó sẽ không buông tha cái kia sâu kiến, trong tay ngưng tụ ra một giọt dòng máu màu vàng ống, hướng thẳng đến nơi xa thoát đi tô đêm mà đi. Chết! Thần hầu vương quay người gầm thép sau lưng thế giới màu đỏ ngòm bên trong bay ra từng cái huyết sắc hung cầm, những thứ này huyết sắc hung cầm là từ từng cây huyết quốc cấu thành, tràn ngập xương máu. Chỉ là huyết khôi chi thuật, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Lão giao cười lạnh nói, toàn thân tràn ngập quan huy, dưới chân ngưng tụ ra tường vân, tiếp đó trực tiếp đằng không mà lên, tạo thành một cổ cùng bạo lốc xoáy bão táp, tại trong đó lốc xoáy bảo táp có dao long hư ảnh đem những cái kia huyết sắc hung cầm toàn bộ đều giảo sát lão dao cẩn thận một chút cái này không giống như là thông thường huyết khô chi thuật đơn giản như vậy cái con khỉ này thủ đoạn rất là quỷ dị nghĩ đến là tu luyện cái gì đáng sợ tà pháp lão lan nhắc nhở nó cảm giác cái này thần hầu vương khí hơi thở rất là cổ quái mặc dù đối phương vẫn là ở vào thú vương giai đoạn nhưng cho nó một cổ siêu việt thú vương cảm giác tà pháp thần hầu vương cười nhạo một tiếng trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc mỉa mai, nói, chính các ngươi là phế vật coi như xong, người khác siêu việt các ngươi chính là tu luyện tà pháp, đơn giản cực kỳ buồn cười, phương pháp này chính là đường hoàng đại đạo, tên là tạo hóa thần công. Tạo hóa thần công. Lão Lan nghe vậy thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía thần hầu vương sau lưng thế giới màu đỏ ngòm, ở đó huyết sắc thế giới trung tâm khu vực là một tòa cực lớn ngọn núi lớn màu đỏ ngòm, trên núi có một khỏa tản ra thần thánh quan huy huyết sắc dây leo, bởi vì quá nhỏ, cho nên không nhìn tới rất khó coi đến, nó con ngươi đột nhiên mở thật to, thần sắc sợ hãi nói, đó là lớn lên tại thiên quốc cấm khu thí thần hoa, ngươi đây là tạo hóa cộng sinh. Ngươi cái con khỉ này, thật đúng là điên cuồng, thế mà dám can đảm dung hợp thí thần hoa loại này hung tính thực vật, không sợ bị nó phản vệ sao? Lão Giao lạnh giọng nói. Bọn chúng mặc dù tu vi khó mà cùng ngoại giới những cái kia sinh linh mạnh mẽ so sánh, nhưng chúng nó cơ hồ cũng là truyền thừa từ thượng cổ chư thần, thêm nữa cái này bách đoạn sơn là thượng cổ chiến trường, cho nên biết được bí mật rất nhiều. Tạo hóa thần công là thượng cổ đại năng khai sáng ra một thiên thần công, phương pháp này hết sức huyền diệu không chỉ có thể cướp đoạt thiên địa tạo hóa thậm chí là có thể tạo hóa vạn vật tạo hóa cộng sinh là tạo hóa thần công bên trong một thiên bí pháp có thể đem tự thân bản nguyên cùng cái khác sinh linh bản nguyên nối liền cùng một chỗ cùng hưởng bản nguyên tiến tới để cho tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn tu luyện pháp này sinh linh đồng dạng lựa chọn cộng sinh cũng là thực vật hệ sinh linh bởi vì thực vật hệ sinh linh sinh mệnh lực càng mạnh mẽ hơn có thể khôi phục nhanh chóng thương thế thậm chí là có thể nhờ vào đó kéo dài tự thân tuổi thọ Xem như một loại loại thác trường sinh. Chương 192, thịnh yến. Hô hô. Tô Đêm miệng to thở dốc, nhìn xem trước mặt ngã trong vũng máu thần hầu vương, hắn lúc này trên thân cũng là thương, hết sức thê thảm. Ông. Thần hầu vương thân thể biến thành quan vũ, dần dần tiêu tan, mà ở đó trong mưa ánh sáng đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp chui vào Tô Đêm thể nội. Đáng giận. Ân, không phải ám toán. Tô Đêm đầu tiên là bị sợ hết hồn, lập tức thần sắc mờ mịt vốn cho rằng là cái kia thần hầu vương phân thân trước khi chết tất sát nhất kích chưa từng nghĩ chuyện gì cũng không có hỗn độn quan huy tràn ngập tuy nói tạm thời không có chuyện gì nhưng hắn không có bất kỳ cái gì buông lỏng trực tiếp dùng hỗn độn quan huy đem tự thân cơ thể cọ rửa một lần rất nhanh hắn liền phát hiện ở trong cơ thể hắn một chỗ vị trí nơi nào có một đạo kim sắc ấn ký đây là đánh lên ấn ký tiếp đó dùng cái này định vị tương lai giết ta cô đêm đem ấn ký kia luyện hóa hỗn độn quan huy mãnh liệt ma diệt hết thảy rất nhanh cái kia đạo kim sắc ấn ký từ từ ảm đạm, biến mất không thấy gì nữa. Thần hầu vương rất cường đại, vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân chỉ thiếu chút nữa giết hắn, nếu là đối phương bản tôn đánh tới, hắn liền xem như có nhiều hơn nữa ác chủ bài cùng thủ đoạn, chỉ sợ đều không dùng. Ta phía trước nhận ra được nguy hiểm, chẳng lẽ là đến từ thần hầu vương. Tô đêm nghĩ đến phía trước chính mình trong cõi u minh cảm nhận được nguy hiểm, hắn nắm giữ luân hồi nhãn, có thể ngược dòng tìm hiểu đi qua, có thể nhìn trộm tương lai, bây giờ càng là lúc tu luyện không chi đạo, trong loại trong cõi U Minh này cảm giác tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ. Cướp đoạt thánh dược lại không chỉ ta một người, sẽ không cắn chặt ta không thả A. À. Cô đem cho mày, thầm nghĩ lấy muốn hay không đem cái kia gấu con kéo qua, đối phương thân là vận mệnh chi tử nói không chừng có thể giúp hắn biến nguy thành an. Bất quá rất nhanh hắn đã nghĩ tới vô tận hỏa vực, nghĩ tới kim sĩ đại bằng, cái này hai lần cũng là chính mình rất thê thảm, mà sau cùng người thắng lớn cũng là hùng hài tử, lần này nói không chừng cũng là như thế. Nguy hiểm lớn nhất hắn gánh chịu mà thu hoạch lớn nhất hùng hài tử thu được. Hắn cảm nhận được thiên ý đối với hắn nồng đậm ác ý. Lúc này, bách đoạn sơn một chỗ. Hùng hài tử, hỏa linh nhi, cửu đầu sư tử, đỏ chót điểu bọn người mấy người thú, đang tại ăn như gió cuốn, miệng lớn uống rượu, ăn gọi là một cái hưng phấn. Thịt kho tàu chư kiền, hồng hầm tất phương, thủy nấu ly long, gà con hầm nấm. Mỗi một đạo mỹ thực đều tràn ngập đậm đà hào quang, ẩn chứa cường đại tinh hoa, ăn đám người cả người bốc quang, nếu như phi thăng lên trời. Quá sung sướng đỏ chót chim hót đạo, toàn thân lông vũ vô cùng tiên diễm, quan huy chảy xuôi, uống một mụn như mã não tầm thường hầu nhi tửu, lập tức ngã trái ngã phải, miệng đầy cũng là mê sản. Cửu đầu sư tử, ngũ sắc loan điểu mấy người hung thú cũng là cả người bốc quan, phù văn tràn ngập, thấy bọn nó bộ dáng liền hiểu bọn chúng lần này thu hoạch cực lớn, mặc dù không thể để bọn chúng bước vào thuần huyết, nhưng lại có thể để bọn chúng căng cơ không giống như kiên cố, chỉ cần một cơ hội, liền có thể bước vào nửa huyết chi lộ. Thạch Hạo toàn thân quan huy bốc hơi, da thịt tản ra ráng lành, người khác uống một ngụm hầu nhi tửu sẽ say đổ, nhưng hắn liên tiếp uống mười mấy ly cũng chỉ là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không có say ngã, đem trong tay nướng thịt ăn, khuôn mặt nhỏ có chút buồn bực, nói, vì cái gì không có cảm nhận được. Cảm nhận được cái gì? Đệ thập động thiên. Thạch hạo nói, dĩ vãng hắn đột phá cũng là như thế, thông qua ăn uống ê hề ăn, tiếp đó liền có thể đụng chạm đến cái tiếp theo động thiên, nhưng lần này hắn lại không cách nào đụng chạm đến đệ thập động thiên. Hỏa Linh Nhi nghe vậy tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp có chút im lặng, nói, đệ thập động thiên cũng không phải dễ dàng như vậy chạm đến, đệ thập động thiên cùng chính vị trí đầu động thiên có khác nhau rất lớn, cần tự thân phù văn tạo nghệ đạt đến đỉnh phong, nhục thân đạt đến một loại cực cảnh, mới có thể có cơ hội chạm đến, ngươi cái tên này nhục thân rất mạnh, nhưng phù văn của ngươi tạo nghệ còn không có đạt đến đỉnh phong. Mặc dù nàng thập động thiên đột phá có trùng hợp, nhưng nàng thân phận bất phàm, là hỏa quốc công chúa, tại trong tàng kinh các hỏa quốc có liên quan tới 10 động thiên ghi chép. Phù văn tạo nghệ Thạch hạo như có điều suy nghĩ, Tuy nói hắn tu luyện nguyên thủy chân giải, nhưng hắn đặt chân tu luyện không có bao nhiêu thời gian, bây giờ niên linh thậm chí là còn chưa đầy 10 tuổi, thiên phú liền xem như lại cao hơn, cũng khó có thể thời gian ngắn đem phù văn tạo nghệ tăng lên tới đỉnh phong. Người bây giờ tốt nhất vẫn là đừng quá mức chấp nhất thập động thiên, trước tiên cũng cố một chút cảnh giới, người cảnh giới có chút sốt nổi. Nhị ngốc tử say cháo nói. Tuy nói bây giờ nó đã mất đi sức mạnh, nhưng dù sao đã từng đứng tại đỉnh phong, nhãn lực viễn siêu người bình thường, Rõ ràng nhìn ra gấu con này lực lượng trong cơ thể có chút sốt nổi, đây là thời gian ngắn cảnh giới vượt qua quá lớn. Sốt nổi. Thạch Hạo nghe vậy thần sắc cảnh giác lên, vội vàng xem xét tự thân, cả người bốc quang, đúng là có chút sức mạnh dấu hiệu mất khống chế, vận chuyển phù văn, đem thể nội chất chứa sức mạnh luyện hóa. Các ngươi cái này từng cái ngược lại là rất thoải mái. Một đạo tràng đầy oán trách âm thanh truyền đến, lập tức một bóng người xé rách hư không, trực tiếp đạp vào thần thảm, bỗng nhiên chính là Tô Đêm. Tô Đêm nhìn xem trước mắt ngã trái ngã phải đám người, nhìn xem một mảnh kia bừa bãi bàn ăn, hắn ở bên ngoài kém chút bị con khỉ đánh chết, bọn gia hỏa này từng cái ăn đầy miệng chảy mỡ, còn uống chút rượu, thật muốn từng cái đánh một trận. Ngươi chạy đi đâu, như thế nào tiến vào tịnh thổ, người đã không thấy tâm hơi. Thạch hạo nhìn thấy tô đêm, vội vàng dò hỏi, nguyên bản hắn cho là đối phương đi thần hầu bảo tàng, nhưng trong này cũng không có đối phương, mà cây tiên đào nơi đó cũng không có. Đến nỗi chết ở trong tay những con khỉ kia. Hắn căn bản sẽ không tin tưởng, gia hỏa này thực lực rất mạnh, so với hắn mạnh hơn, trừ phi thần hầu vương ra tay, bằng không căn bản không có con khỉ có thế giết đối phương. Mượn nhờ cái kia linh hồ hóa giải thời kỳ suy yếu. Cô đêm nói, cầm lấy một khối nướng kim hoàng nướng thịt bắt đầu ăn, nhìn xem nếu như là bóng đèn lớn thạch hạo, nói, ngươi cái tên này, cảnh giới không là bình thường sốc nổi, chờ về bổ thiên cát, tại tàng kinh cát thật tốt nhìn kinh thư, nhìn nửa năm liền có thể củng cố cảnh giới. Nửa năm nhìn như rất nhiều, kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Phải biết cái kia thạch nghị sớm đã mở cửu động thiên, nhưng đối phương bây giờ như trước vẫn là cửu động thiên chẳng lẽ đối phương thiên phú kém tự nhiên không phải mười động thiên mở cần các phương diện đều đạt đến cực hạn chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội chạm đến cái kia mục tiêu thời cơ nửa năm sau thạch hạo thấp giọng tự nói bây giờ hắn thực lực tiến bộ đúng là quá nhanh từ mở ngụm thứ nhất động thiên đến bây giờ còn không đủ một năm người khác tại cảnh giới này phần lớn là lắng động một hai năm hỏa linh nhi nhìn xem tô đêm trên thân mặc dù không có thương thế nhưng áo bào nhúng máu nàng trong đôi mắt đẹp có một tia lo nghĩ, nói, ngươi như thế nào thê thảm như vậy, chẳng lẽ gặp địch nhân cường đại? Gặp thần hầu vương. Tô đêm thuận miệng nói, thắp khuôn mặt là phiền muộn chi sắc, nói, ta liền cướp lấy một gốc cây tiên đào, tên kia thế mà liền xù lông, thả ra một cái linh thân truy sát ta, sớm biết ta đem cái kia cuối cùng một gốc cũng cho cướp đi. May mắn ngươi không có đem cái kia cuối cùng một gốc cây tiên đào cũng cướp đi, bằng không tên kia nhất định sẽ không chết không thôi truy sát ngươi. Nhị ngốc tử nói. Biết đồ chi bằng sư, đối với con khỉ kia tính cách nó rất rõ ràng, tính khí vốn là 10 phần táo bạo, bây giờ thánh dược liên tiếp bị đoạt đi, há có thể không giận. Nó người sư tôn này cướp đi liền cướp đi, ngươi nhà một cái tiểu gia hỏa cũng dám cướp đoạt, tên kia há có thể bỏ qua ngươi, nếu không phải là những cái kia thú vương ngăn cản, tuyệt đối là muốn tự mình tuy sát. Chương 193, Thần Hầu ngăn cửa Rượu ngon Tô đêm miệng to uống rượu, đậm đà mùi rượu để cho cả người hắn đều chóng mặt, phản phất muốn vũ hóa thành tiên đồng dạng, cơ thể đều phải phiêu lên, quên trong lòng mọi phiền não. Tới cạn ly. Tô đêm cùng Thạch Hạo đụng phải một ly, quản nó tương lai có cái gì, hôm nay có rượu hôm nay say, bây giờ hắn chỉ muốn triệt để phóng túng một chút. Tới, làm. Thạch Hạo không có tiếp tục đi luyện hóa thể nội cái kia cuộn trào năng lượng, tu luyện không nhất thời vội vã, bây giờ hắn phải buông lỏng một chút, bách đoạn sơn sắp kết thúc, không cần đi tìm kiếm cơ duyên, chỉ cần chờ đợi kết thúc liền có thể. Chỉ chốc lát hắn liền uống mính đinh say mềm, ngã trên mặt đất, nằm ngáy o o, bụng nhỏ tròn vo ngươi tửu lượng này quá kém cô đêm đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch nhìn bốn phía những hung thú kia cùng người sớm đã uống say nằm trên mặt đất nằm ngáy o o bọn hắn phía trước kinh nghiệm một hồi đại chiến thảm liệt bây giờ đại chiến kết thúc trong lòng cảnh giác tiêu thất tăng thêm rượu ngon mỹ nhục tự nhiên là cả đám đều say bất tỉnh nhân sự cô đêm nhìn xem bên cạnh hai gò má đỏ hồng phong thái tuyệt thế hỏa linh nhi lúc này đối phương phá lệ mê người hắn tự tay muốn đem hỏa linh nhi ôm vào trong ngực vừa cười vừa nói mỹ nhân bồi ta uống một chén Hỏa Linh Nhi gương mặt xinh đẹp nổi giận, lòng can đảm lớn như vậy, thế mà dám can đảm để cho nàng bồi tửu, trực tiếp chính là xấu hổ một quyền đánh tới. Tô đêm chợt lách người tránh thoát Hỏa Linh Nhi cái kia xấu hổ hỏa quyền, khắp khuôn mặt là vui sướng cười to, không có buông tay, mà là thừa cơ đem Hỏa Linh Nhi hoàn toàn ôm vào trong ngực của hắn. Hỏa Linh Nhi cái kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nếu như là chính mùi táo đỏ, để cho người ta nhìn không nhịn được muốn cắn một cái, lúc này nội tâm của nàng rất là tùy tiện, không biết nên nói cái gì, lại muốn làm cái gì. Cô đêm không có động thủ động cước, không nói trước ở đây còn có không ít tử thi, thật muốn làm cái gì, cái kia hỏa hoàng còn không phải dơ đao đem hắn chặt. Ngoài ra, bọn hắn cảm tình còn xa xa không có đến một bước kia. Bách đoạn sơn sẽ phải một lần nữa mở ra, nhưng bách đoạn sơn cũng không bình tĩnh. Sát lục cũng không có bởi vì sẽ phải kết thúc mà ngưng hẳn, ở các nơi vẫn là bộc phát không ít chiến đấu, bách đoạn sơn dân bản địa sang giết tiến vào bách đoạn sơn kẻ ngoại lai. Bởi vì phần lớn vương hầu cấp tồn tại đều đi sang giết thần hầu vương, đối với bọn hắn những người ngoại lai này mà nói, xem như một loại chuyện may mắn. Bất quá cho dù là không có thú vương, nhưng trong bách đoạn sơn vẫn có không thiếu sinh linh mạnh mẽ, hô vân thổ vụ, bảo thuật kinh thiên, máu nhụn đại địa. Các tộc rất nhiều thiên tài bị giết, bọn hắn thiên phú mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn hôm nay còn quá nhỏ tuổi, không cách nào chân chính trưởng thành. Nhưng cái này cũng chẳng trách người khác, tại lúc tiến vào liền cần phải phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị, dù sao bọn hắn những người ngoại lai này, đối với bách đoạn sơn sinh linh tới nói, đó chính là kẻ xâm lấn cho dù đã từng bọn hắn cùng thuộc tại bắc vực ngô vũ tộc người đỏ chót điểu nhìn về phía nơi xa mấy người con mắt sáng lên nhận ra những người kia là ai lập tức trong ánh mắt tràn đầy lạnh mang vũ tộc đang đuổi giết hùng hài tử thời điểm cũng tại truy sát nó còn nói nó không phải người tốt đây quả thực là đối với nó điểu ô nhục nhã đỏ chót điểu trực tiếp từ trong thần thảm nhảy lên một cái hướng về vũ tộc những người kia đánh tới chỉ là rất nhanh nó bay càng ngày càng cao cách kia vũ tộc người càng ngày càng xa quanh quẩn trên không trung một vòng, một lần nữa trở lại thần thảm, thần sắc có chút lúng túng, nói, cái kia, các ngươi như thế nào cả đám đều bất động. Mặc dù bây giờ nó so nguyên bản nó phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng để nó một đối nhiều, vẫn chưa được. Ta còn tưởng rằng ngươi một cái là được rồi đâu. Thạch hạo vừa cười vừa nói, tiếp đó tung người nhảy lên, trực tiếp rơi vào đỏ chót điểu thân bên trên, nói, giết đi qua. Đối với vũ tộc hắn hết sức cừu hận, bộ tộc này trước kia không chỉ có hãm hại hắn, còn đuổi giết hắn phụ mẫu, thậm chí là biết rõ Thanh Phong không phải hắn, còn muốn hãm hại Thanh Phong, bây giờ ngờ tới hắn là hắn, càng là tổ chức đông đảo thế lực đuổi giết hắn, làm hại hắn đều không có thời gian đi thu hoạch cơ duyên, tổng thất không biết bao nhiêu cơ duyên. Vũ tộc những người này thực lực rất mạnh, trong đó còn muốn người phong ấn, nhưng đối với bây giờ Thạch Hạo căn bản không coi là cái gì, dễ như trở bàn tay liền bị đánh giết. Kế tiếp, bọn hắn gặp không thiếu địch nhân, tứ đại gia tộc hay là lưu lại vũ tộc, Thạch Hạo không có bất kỳ cái gì khách khí, cũng không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp đưa bọn hắn đoạn đường. Thế nào? Hỏa Linh Nhi nhìn về phía Tô Đêm, đối phương thần sắc mười phần ngưng trọng. Trong lòng có chút bất an. Tô Đêm nói, nhìn về phía đang tại ăn vụng nhị ngốc tử, nói tên kia nói thế nào đều là ngươi đồ đệ, sẽ không thật sự vô tình a. À. Hỏa Linh Nhi, cửu đầu sư tử đám người thần sắc tất cả đều là nghi hoặc. Nhị ngốc tử đem trong tay Linh Dược ăn hết, nhìn xem Tô Đêm, thở dài một tiếng, nói chúng ta hung thú cùng các ngươi nhân tộc không giống nhau, chúng ta hung thú bên trong là không tồn tại cái gì sư đồ tình, ngươi đừng nghĩ đến cầm ta uy hiếp ở nó, tên kia nói không chừng ngay cả ta ăn chung. Đồ đệ, ai là ngươi đồ đệ? Cửu đầu sư tử hỏi. Nhị ngốc tử không có trả lời, nhìn về phía tô đêm, nói tốt nhất vẫn là lách qua nó. Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng cái đó gia hỏa chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta, mở miệng chỉ có một cái, tên kia ngăn ở mở miệng, căn bản không có khả năng lách qua. Tô đêm lắc đầu. Trống. Đột nhiên, biết tai hống khiếu truyền đến nơi xa một đầu màu vàng sinh linh cao bằng núi lớn dẫm đạp đại địa đánh rách tả tơi sông núi toàn thân phát sáng hướng bên này đi tới cái này hầu vương tới đám người kinh hãi toàn bộ đều trốn trên thần thảm ẩn tàng trong hư không nó đây là muốn làm cái gì hỏng thần hầu vương nổi giận ném đi ba cây tiểu thánh thuốc đây là ngăn chặn mở miệng muốn huyết tẩy nơi đó nhất định sẽ rất đáng sợ cùng tàn khốc hầu vương trên người bị thương tại trước đây không lâu đối quyết bên trong nó chiến bại một đám cường giả, nhưng mà chính nó cũng không chịu nổi, để cho nó không cách nào nhịn được là, mất đi ba cây thánh thụ cùng với thần tử. Nếu như bị cường giả cướp đi, quên đi, nhưng cướp đi thánh dược cùng thần tử lại là một bầy kiến hôi, đây đối với nó mà nói, là một loại sỉ nhục. Một cái cũng đừng hòng trốn. Hầu vương tức giận tiếng gào thét, chấn quần sơn lay động, oanh minh. Cái này khiến trong bách đoạn sơn đông đảo sinh linh, cả đám đều dự cảm đại sự không ổn. Lần này. Sẽ không phải là toàn diệt A, à, chúng ta cũng phải chết ở ở đây. Có người tuyệt vọng đạo, dạng này một đầu vương giả xuất hiện, muốn ngăn tại mở miệng phía trước, có mấy người có thể thông qua. Quả thực là tới bao nhiêu người đều không đủ nhìn. Vài đầu thuần huyết sinh linh có hy vọng, dù sao trong tay nắm giữ chí bảo, xông ra một con đường sống có thế không thành vấn đề. Rất nhanh, tiểu thế giới này tất cả mọi người đều biết được tình huống, thần hầu vương nổi giận, muốn đại khai sát giới tin tức truyền bá ra, lập tức lòng người bàn hoàng liền xem như thuần huyết sinh linh lúc này cả đám đều như cha mẹ chết, bọn chúng cảm giác rất là biệt khuất cùng phẫn nộ, bọn chúng mau cũng không có lấy tới, còn bị mất đại lượng huyết nhục, đều thành tàn tật. Bây giờ thần hầu vương trắng lộ, bọn chúng liền xem như cầm trong tay chí bảo, muốn ra ngoài một dạng rất khó khăn, bởi vì cái này thần hầu vương quá mức đáng sợ, xa không là bình thường thú vương có khả năng so sánh. Mà một khi bị vây ở chỗ này, liền bị vây khốn mấy trăm năm. Nghĩ tới đây, bọn chúng càng là bi phẫn. Chương 194, đối mặt thần hầu vương con khỉ kia liền xem như tại như thế nào vô tình, nghĩ đến ngươi người sư phụ này lời nói vẫn sẽ nghe một hai, ngươi đi thương lượng một chút, cùng lắm là bị ăn, không phải cái đại sự gì. Tô đêm nhìn về phía nhị ngốc tử nói. Nhị ngốc tử nghe vậy nghĩ miệng phun hương thơm, còn cùng lắm là bị ăn, không phải cái đại sự gì, bất quá nghĩ đến chính mình bây giờ điểu ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nói, cái này nghiệp xúc vô tình, bằng không ta sao lại trốn ở một cái vắng lặng trong huyệt động giải quyết xong quãng đời còn lại. Thạch hạo ở một bên nói, cái huyệt động kia không hoang vu, bên ngoài đều nuôi một đám dao, hơn nữa ngươi còn cần cực kỳ trân quý linh tài chế tác một cái hoa lệ tổ chim. Nhị ngốc tử nghe vậy sắc mặt lập tức đen, thật muốn dùng một khỏa đầu khỉ ngăn chặn cái này đáng giận ra hỏa miệng, nói, những cái kia cũng là ta nhiều năm tích lũy. Bớt nói nhiều lời, bây giờ cái con khỉ này ngăn chặn mở miệng, nếu là không giải quyết nó, chúng ta thế nhưng là muốn bị nó vây ở chỗ này, đến lúc đó coi như thật không thể rời. Tô đem trực tiếp bắt được nhị ngốc tử, đem hắn ném ra ngoài. Nhị ngốc tử trên không trung giận mắng, vịt lấy nó cái kia không có lông cánh, chật vật rơi vào trên mặt đất, ngã một cái ngã gục. Thạch hạo nhìn về phía tô đêm, nói, không giải quyết cái con khỉ này, thật sự không cách nào ra ngoài. Không biết. Tô đêm nói, ánh mắt nhìn về phía xa xa thần hầu vương, trong lòng tính toán nên như thế nào giải quyết thần hầu vương. Lấy trước mắt tình huống, cùng nguyên bản vận mệnh không sai biệt lắm, chỉ cần dựa theo nguyên bản vận mệnh, chờ đợi mở miệng mở ra ngoại giới hỏa hoàng ra tay, liền có thể rời đi. Nhưng trong lòng của hắn lại hết sức bất an, phản phất tiếp tục chờ tiếp, tất nhiên sẽ có khó có thể dùng tưởng tượng nguy hiểm. Thần Hầu Vương nhìn xem cái kia bị ném tới không lông gà, con mắt chớp động, thần sắc nghi hoặc, lập tức sắc mặt tái xanh, cả giận nói, Bản Vương muốn là ta thánh dược cùng ta thần tử, cầm một cái lôi lông gà cho Bản Vương, đây là đang nhục nhã Bản Vương sao? Cầm một con gà bồi thường nó, nó cảm giác chính mình gặp kỳ hổ thẹn nhục nhã. Nghiệp Súc, nhị ngốc tử từ dưới đất bò dậy, căm tức nhìn nổi giận Thần Hầu Vương. Thần Hầu Vương nghe vậy thần sắc biến đổi, ánh mắt đánh giá trước mắt chật vật mà thông thường không lông gà nghĩ tới điều gì nói sư phụ là ngài chính là vi sư nhị ngốc tử ngẩng đầu một bộ cao điểu tư thái mặc dù nó bây giờ phế đi nhưng đã từng dù sao cũng là cường giả có một cổ cường đại uy thế quát lên ngươi cái này nghiệt xúc có phải hay không thực lực cường đại ngay cả vi sư cũng không để ở trong mắt lúc này nó trong lòng hoảng đến so sánh tuy nói trước kia cái này con kỹ chết đối với nó vẫn là rất tôn kính nhưng đó là căn cứ vào nó thực lực cường đại mà bây giờ nó thực lực nhỏ yếu rất khó cam đoan cái này con khỉ chết còn có thể giống như dĩ vãn kính sợ nó bốn phía đông đảo sinh linh nhìn xem trong sân kia một chim một khỉ thần sắc toàn bộ đều ngạc nhiên không nghĩ tới cái kia không lông gà lại là cái kia uy vũ bá khí trấn áp thô bạo chư vương thần hầu vương sư phụ thần hầu vương ánh mắt lấp lóe hỏi sư phụ ngài bây giờ phế đi vì sư bây giờ đang tại niết bàn dĩ vãn đạo hạnh có tì vết dự định lại tu luyện từ đầu nhị ngốc tử nói nói lời này không coi là lời nói dối nó không phải bách đoạn sơn sinh linh cho dù là tại bách đoạn sơn chờ đợi thời gian rất lâu nhưng vẫn là sẽ phải chịu bách đoạn sơn quy tắc ảnh hưởng tăng thêm khi xưa đại đạo đúng là có tì vết lúc này mới lựa chọn niết bàn trọng sinh chưa từng nghĩ còn không có hoàn toàn niết bàn liền bị cái kia đáng giận nải oa bắt lại biến thành tù nhân thần hầu vương trong lòng hiểu rõ nói nếu đã như thế như vậy chờ đồ nhi xử lý tốt một ít chuyện liền mang sư phụ ngươi trở về tịnh thổ ta đã từng sư phụ ngài chiếu cố ta bây giờ liền để đồ nhi chiếu cố sư phụ ngài. Ngươi đây là muốn giam lỏng vi sư. Nhị ngốc tử ánh mắt phát lạnh, không giận tự uy. Thần hầu vương lắc đầu, thần sắc mang theo ủy khuất cùng bi vẫn nói, đồ nhi đây là vì tốt hơn chiếu cố sư phụ, sư phụ ngài như thế nào nghĩ như vậy đồ nhi, đây chính là sẽ rất lạnh đồ nhi tâm. Không cần nói nhảm, thánh dược này vốn là ta, bây giờ ta phải ly khai bách đoạn sơn, mang đi một gốc thánh dược, chẳng lẽ không được sao? Nhị ngốc tử tức giận nói, ngươi nếu là còn nhận ta người sư phụ này, hôm nay liền tránh ra con đường nếu như không nhận như vậy ngươi ta sư đồ chi tình liền như vậy đoạn tuyệt tuy nói nó miệng nói không muốn rời đi bách đoạn sơn nhưng kỳ thực nội tâm nó chỗ sâu là muốn ly khai nơi này muốn gặp lại ngày xưa người một mặt thần hầu vương thần sắc bình tĩnh nói thánh dược ta có thể để sư phụ ngươi mang đi một gốc nhưng mặt khác hai gốc quẩn dưỡng nhiều năm phát bảo cất giữ rất nhiều bảo bối cùng với ta sản xuất nhiều năm hầu nhi tửu những vật này ta nhất định phải đuổi trở về hy vọng sư phụ ngươi có thể hiểu được đồ nhi không dễ nếu như chỉ là mất đi một hai gốc thánh dược, nó có thể nhìn đối phương là sư phụ mình phân thượng, từ bỏ truy hồi, nhưng nó đánh mất cũng không phải một hai gốc thánh dược, mà là ba cây, ngoài ra nó cất giữ nhiều năm bảo khố tức thì bị cướp sạch không còn một mống, ai tới đều không được. Nhị Ngốc tử trầm mặt, nó đối với mình đồ nhi này bản tính biết được một chút, đối phương lời nói lấy nói đến đây, nói tiếp đã không cần. Giác băng. Khi mặt trời lại một lần từ trên đường chân trời dâng lên lúc, tiểu thế giới này lay động một hồi, rất không vững chắc, phản phất muốn đã nứt ra còn có từng trận hỗn độn khí tức bành trướng. Oanh. Cuối cùng, một cánh cửa khổng lồ mở rộng, cùng ngoại giới thông đạo quán xuyên. Bách Đoạn Sơn hành trình sẽ phải kết thúc. Nơi xa một đạo lục quang vọt lên, đó là một đầu bích ngọc điểu, rất cường đại, thứ nhất trốn hướng ngoại giới. Thần Hầu Vương như sơn nhạc cao lớn như vậy, trấn thủ tại môn hộ phía trước, một đầu ngón tay điểm xuống, phốc, một tiếng máu tươi bắn tung tóe, trực tiếp đem cường đại bích ngọc điểu đè chết. Ta nói qua, không có ai có thể thoát đi thần hầu vương lạnh lùng nói ra nó đồ vật không đưa tới ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi ở đây bốn phía đám người kinh hãi bây giờ môn hộ mở ra bọn hắn có thể rời đi rời đi này huyết sắc luyện ngục thế giới nhưng mà lại bị một tôn tồn tại cường đại ngăn chặn nếu không thì đem mấy thứ cho nó a à. nhị ngốc tử nói nó cái này đệ tử thực lực cường đại không cần nói bây giờ những thứ này động thiên cảnh tồn tại liền xem như vương hầu cấp tồn tại cũng không cách nào theo nó trước mặt phá vây ta đồ vật kia chính là của ta muốn để cho ta giao ra, không có khả năng. Tô đêm nói, ánh mắt kiên định, bất quá lúc này trong lòng của hắn bất an càng thêm mãnh liệt, bây giờ đây hết thảy cùng hắn biết vận mệnh một dạng, chỉ cần chờ chờ, liền có thể an toàn rời đi. Nhưng tại sao lại lòng sinh bất an? Không tệ, ta đồ vật tuyệt không giao ra. Thạch hạo gật đầu nói. Tô đêm bước ra một bước, từ trong thần thảm đi ra, dưới chân có lấy quan huy tràn ngập, một đầu hư ảo sông lớn phản phất nối liền trời đất thần hầu vương ánh mắt nhìn về phía cái kia từ trong hư không đi ra thiếu niên khóe miệng lộ ra băng lãnh mà nụ cười tàn nhẫn cái kia trắng như tuyết răng nanh để cho người ta không rét mà run cười nói ngươi đây là muốn đem ta đồ vật trả lại không Cô đêm lắc đầu tiếp đó hắn bước ra một bước cơ thể không ngừng hư ảo tại trong hư thực không ngừng chuyển đổi trực tiếp từ thần hầu vương bên cạnh đi qua thần hầu vương ánh mắt phát lạnh lực lượng trong cơ thể bộc phát hư không chấn động vung tay lên vô tận phù văn bao trùm để cho hư không trực tiếp sụp đổ chỉ là không gian chi thuật thôi, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều không cần. Nhưng mà, tô đem thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện ở đại môn kia phía trước, nhưng hắn không có bước vào đại môn, mà là quay người nhìn về phía thần hầu vương, nói ta muốn rời đi, ngươi ngăn không được. Nơi xa đông đảo sinh linh hải nhiên, không nghĩ tới cái này nhân tộc thiếu niên thế mà thông qua thần hầu vương ngăn cản, đến cánh cửa kia phía trước. Chương 195, Vĩ dị năng lực Hắn đây là muốn một thân một mình chạy trốn nhị ngốc tử nhìn thấy tô đêm vọt thẳng đến cửa ra giận dữ nói phanh thạch hạo trực tiếp một quyền đánh vào trên nhị ngốc tử cái kia đầu nhẵn bóng cả giận nói đừng dùng ngươi xấu xa tâm làm bẩn sư đệ ta sư đệ ta tuyệt sẽ không một thân một mình chạy trốn hắn tuyệt sẽ không cho rằng tô đêm cái kia là muốn một thân một mình đào tẩu liền xem như đào tẩu cũng sẽ không đem bọn hắn bỏ lại nhị ngốc tử giận dữ lại dám đánh nó nhưng nghĩ nghĩ thôi được rồi chính mình đại nhân trọng lượng không cùng còn không có dứt sữa tiểu hài tử chấp nhặt Đứng tại môn hộ phía trước Tô Đêm, không có đi ra khỏi môn hộ, mà là trong tay tia sáng lóe lên, xuất hiện một ly rượu, trong chén rượu có giống như mã não, tản ra mờ mịt quang huy rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, thần sắc vui thích nói, rượu ngon. Thần Hầu Vương nhìn thấy trước mắt nhân tộc này thú con, thế mà dám can đảm ở ngay trước mặt nó uống rượu của nó, đây là đối với nó khiêu khích. Ầm ầm. Vương giả giận dữ, thiên địa rên rỉ. Thần Hầu Vương thể bên trong sức mạnh bộc phát, hư không đều đang vặn vẹo, trong tay xuất hiện một cây trường thương liền xem như đối phương đứng ở đó môn hộ phía trước, nó cũng có thể tại đối phương trước khi vào môn hộ, đem đối phương đánh giết. Oanh! Trường thương nối liền trời đất, trong nháy mắt giết đến môn hộ phía trước, hư không tại thanh trường thương kia phía dưới đất thành từng khúc, lăng lệ thương mang còn không có chạm đến mặt đất, mặt đất cũng đã bắt đầu băng liệt. Nóng giận hại đến thân thể. Tô đêm âm thanh tại thần hầu vương sau lưng vang lên, trên mặt mang nụ cười sáng lạng, vừa cười vừa nói, thực lực ngươi rất không tệ, bất quá muốn giết ta, còn kém xa thần hầu vương quay người nhìn về phía sau lưng ánh mắt lăng lệ ẩn chứa sát ý ngập trời bất quá nó trong lòng cũng vô cùng chấn kinh đối phương là lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình vì dùng cái gì cảm giác của mình không có chút nào phát giác đây nếu là ra tay với mình chính mình chẳng phải là ngươi không gian này bảo thuật rất không tệ đưa nó truyền cho ta tiếp đó đem thánh dược trả cho ta ta có thể để ngươi còn sống rời đi thần hầu vương nói trong ánh mắt có không che giấu được tham lam muốn cướp đoạt đối phương bảo thuật ta sống rời đi còn cần ngươi đáp ứng sao Tô đêm nụ cười trên mặt rực rỡ, vừa cười vừa nói, ta muốn rời đi, tùy thời có thể rời đi, bất quá ta bây giờ không muốn rời đi, ta tưởng thu phục ngươi. Thu phục ta. Thần hầu vương phản phất nghe được thiên hạ buồn cười nhất chê cười, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như tiếng sấm, chấn động sơn hà, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía tô đêm, nói, bắt con, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai? Nó chính là bách đoạn sơn vua không ngai, vừa rồi càng là lấy một khỉ chi lực, trấn áp mấy tôn thú vương, bây giờ lại có thế có người, vẫn còn ấu tể, muốn thu phục nó. Tự nhiên là cùng ngươi, tại chỗ còn có khác kỹ sao. Thiên phú của ngươi mặc dù không tệ, thực lực cường đại, nhưng ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé diễu võ dương oai, tại ngoại giới ngươi không coi là cái gì. Tô đêm nói, ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy cùng rực rỡ, nói, đuổi theo tại ta, trong vòng 5 năm, ta có thể để ngươi đặt chân thần đạo lĩnh vực. Ha ha! Chỉ bằng ngươi! Thần hầu vương ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, cảm giác đối phương là đang nhục nhã với mình toàn thân tràn ngập rực rỡ quan huy vô tận phù văn tràn ngập bao phủ thiên địa giam cầm hư không tiếp đó hướng thẳng đến tô đêm chộp tới tô dạ thân ảnh hóa thành hư vô trực tiếp biến mất không thấy gì nữa thần hầu vương thần sắc khẽ biến nó đã dùng phù văn cầm giữ thiên địa liền xem như đối phương không gian chi đạo tại như thế nào huyền diệu cũng không khả năng dưới tình huống hắn không có chút phát hiện nào biến mất không thấy gì nữa trừ phi chính mình nhìn thấy căn bản không phải chân thân thần hầu vương cái kia một đôi màu cam đôi mắt tản mát ra một tia ánh sáng màu vàng ống đây là một môn đồng thuật có thể làm cho nó xem thấu hư ảo liếc nhìn bốn phía bốn phía không có bất kỳ cái gì hư không chấn động vết tích cái này cho thấy đối phương cũng không tại ở đây nhìn cái gì đấy cô đêm âm thanh vang lên mà thân ảnh của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt thần hầu vương liền phản phất từ đầu đến cuối hắn đều ở nơi đó đồng dạng cái này lập tức để cho thần hầu vương bị sợ hết hồn trong ánh mắt ánh sáng màu vàng ống càng thêm rực rỡ muốn xem suy người trước mắt là thật là giả. Trên thần thảm, thạch hạo, hỏa linh nhi đám người thần sắc đều hải nhiên, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy thần hầu vương ra tay, vốn cho rằng tô đêm phải tao ngộ bất trắc, chưa từng nghĩ tô đêm thân ảnh đột nhiên phá toái, sau đó lại đột nhiên xuất hiện tại mặt khác khu vực. Chẳng lẽ là huyễn thuật? Đỏ chót điểu thần sắc nghi ngờ nói, dùng cánh dụi dụi con mắt, cảm giác nhìn thấy hết thảy đều là như vậy không chân thực, hư ảo như vậy. Thạch hạo ánh mắt khiếp lại, hắn không cho rằng đây là huyễn thuật, muốn bằng vào huyễn thuật đi che đậy một vị cường đại thú vương căn bản không có khả năng, hơn nữa hắn phát giác được tô đêm trên người có một cổ đặc thù sức mạnh, cổ lực lượng này có chút giống thời không chi đạo, nhưng lại không phải thời không chi đạo. Nơi xa. Thạch nghị ánh mắt nhìn về phía tô đêm, ánh mắt bên trong phù văn vô cùng rực rỡ, có thể làm cho hắn xem thấu thiên địa chân tướng, trong mắt hắn, thấy được vô cùng vô tận tô đêm, toàn bộ thiên địa cũng là tô đêm, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm, bao trùm nguyên bản hắn, giống như lá rụng, vô tận lá rụng rơi xuống đem mặt đất bao phủ chẳng lẽ đây là đối phương thiên nhãn năng lực. Thạch Nghị thầm nghĩ đến cái gì, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ đối phương thiên nhãn có cái gì năng lực, ngược dòng tìm hiểu đi qua, nhìn rộng tương lai, mặc dù hết sức huyền diệu, nhưng đây cũng không phải là đối phương nồng cốt năng lực. Tô Đêm nhìn xem tức giận không thôi thần hầu vương thần sắc bình tĩnh, nói, Bách Đoạn Sơn mặc dù linh khí nồng đậm, có rất nhiều cơ duyên, nhưng Bách Đoạn Sơn chỉ là một cái tiểu thế giới, là từ bát vực tách ra đi tiểu thế giới, hạng mức cao nhất không cao, thú vương đỉnh thiên, nếu như ngươi không đi ra một đời đều khó mà đặt chân tôn giả cảnh. Thần hầu vương trầm mặt, đúng là như đối phương lời nói, tại Bách Đoạn Sơn chính là không bao giờ thiếu cơ duyên, những năm gần đây nó xông xáo không thiếu cấm khu, thu được không ít hơn cổ thần minh truyền thừa, nhưng tu vi từ đầu đến cuối kẹt tại liệt trận cảnh, không cách nào siêu thoát, bước vào tôn giả cảnh. Không chỉ là nó, Bách Đoạn Sơn những thứ khác lão quái vật cũng là như thế, liệt trận cảnh chính là hạng mức cao nhất, không cách nào tiến thêm một bước, siêu thoát phàm tục. Thần hầu vương cười lạnh một tiếng, nói, lấy bản vương thực lực, cho dù là đi ra cái này bách đoạn sơn, đó cũng là chúa tể một phương, sao lại thần phục với ngươi thằng nhãi con này. Nó động tâm, trong lòng sinh ra phải ly khai cái này bách đoạn sơn ý nghĩ, bất quá rời đi đó cũng là nó tự nguyện rời đi, mà không phải trở thành người khác bét rời đi, nó là vương, là bách đoạn sơn vua không ngai, tuyệt sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Tô đêm nhìn ra thần hầu vương động lòng, nói, ngươi đúng là có thể tự mình rời đi, hơn nữa lấy ngươi bây giờ nội tình, có thể dễ dàng bước vào tôn giả, trở thành uy chấn đại hoang bá chủ nhưng ngươi cả đời này sẽ dừng bước tại tôn giả, không cách nào chạm đến cái kia bất tử bất diệt thần đạo lĩnh vực. A, à, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi cái này khu khu động thiên cảnh quát con có thể làm cho ta bước vào thần đạo lĩnh vực." Thần Hầu Vương cười khẩy nói. Nói lúc này không vội ra tay trấn áp đối phương, bởi vì bây giờ nó còn không có hiểu rõ năng lực của đối phương là cái gì, ra tay sợ rằng sẽ giống như phía trước, trực tiếp xuất ra một cái tịch mịch. Chương 196: Đi qua tương lai. Ông Hỗn động quang huy tràn ngập ở đó mịt mờ trong sương mù khói trắng có một con sông lớn vượt ngang thiên địa chưa bao giờ biết mà đến đi đến không biết chi địa thần hầu vương mi đầu hơi nhíu cảm thụ cái kia hư ảo dòng sông nghe được tuôn trào không ngừng tiếng nước chảy chính mình thần hồn phản phất muốn bị hút đi vào tiến vào giống như mộng ảo thế giới huyễn thuật hay là thần hồn loại bảo thuật thần hầu vương thần sắc cảnh giác toàn thân tràn ngập phù văn quan huy bốc hơi ngăn cản vậy bốn phía mịt mờ sương trắng nó không có ra tay muốn nhìn một chút đối phương làm cái gì lấy bất biến ứng vạn biến Tô Đêm vừa cười vừa nói, không cần khẩn trương như vậy, đây cũng không phải là công kích. Trước mắt còn không phải công kích loại bảo thuật, phía dưới này dòng sông là thời gian dòng sông, tại cái này thời gian dòng sông bên trong, ngươi có thể nhìn thấy tương lai cùng quá khứ của ngươi. Đi qua, tương lai. Thần Hầu Vương cười ha hả, thần sắc châm chọc nhìn về phía Tô Đêm, nói, ngươi cho ta là ngốc con khỉ sao, đi qua ngược lại có thể nhìn trộm, nhưng tương lai ai có thể nhìn. Mặc dù nó đối với thời gian chi đạo không hiểu, nhưng nó đối với quá khứ cùng tương lai vẫn là biết được một chút, quá khứ là đi qua, là ký ức, không cách nào sửa đổi, mà tương lai nhưng là tràn ngập vô tận biến số, không có người có thể dự đoán tương lai, cho dù là thần cũng không thể nào. Người khác không được, nhưng không có nghĩa là ta lại không thể. Tô đêm vừa cười vừa nói, vung tay lên cái kia tràn ngập quan huy trường hà, trực tiếp đem thần hầu vương thôn vệ, đây cũng không phải là chân chính trường hà, mà là hư ảo như biển thành phố thận lâu trường hà. Thần hầu vương mi đầu hơi nhíu, nó thấy được một chính mình khác, đó là chính mình vừa mới xuất sinh, mông muội vô tri, khi đó chính mình đối với toàn bộ thế giới tràn ngập tò mò, đồng thời tràn đầy sợ hãi, chú ý cẩn thận sống sót. Thời gian trường hà không ngừng chảy xuôi, thần hầu vương gặp một vị cải biến nó cả đời điểu, đó là một cái màu sắc lộng lẫy, tràn đầy thần thánh khí tức khổng tước, nó mười phần may mắn lấy được cái kia khổng tước ưu ái, tu một thân bản lĩnh, thống nhất hầu tộc, xưng bá bách đoạn sơn, trở thành bách đoạn sơn tối cường thú vương. Nhìn thấy cái này thần hầu vương khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, bất quá rất nhanh nó không cười được, bởi vì nó nhìn thấy chính mình thánh dược liên tiếp bị người cướp đi những thánh dược này đều là nó liều chết từ chỗ khác trong tay thú vương đoạt lại mà bây giờ lại bị người cướp đi thời gian trường hà mãnh liệt tiếp tục hướng về phía trước chảy xuôi thần hầu vương thấy được mình bị một bàn tay lớn vàng ống bắt được trực tiếp đưa nó thân thể bóp nát tại lực lượng kia phía dưới nó không có chút nào sức phản kháng mà hắn bị bóp nát chỗ chính là cái này bách đoạn sơn mở miệng hừ ảo giác thần hầu vương lạnh trên một tiếng thần sắc kinh thường thật sự cho rằng diễn hóa ra quá khứ của mình tiếp đó đang diễn hóa ra một bức cái gọi là tương lai liền có thể lừa bịp môn di cô đêm nhìn ra thần hầu vương thần sắc kinh thường bất quá hắn không có để ý tiếp tục thôi động thời gian trường hà bất quá lúc này thời gian trường hà hoặc giả thuyết là từ vừa rồi diễn hóa ra bọn hắn lẫn nhau đối mặt sau đó tức là bây giờ sau đó thời gian trường hà không còn là một con sông lớn mà là một con sông lớn mang theo một chút chặt cây nếu như là một cây đại thụ phía trên mọc ra rất nhiều chặt cây mà chặt cây bên trên lại dài ra càng nhiều chặt cây đây chính là tương lai đi qua duy nhất bây giờ duy nhất mà tương lai vô số mỗi một cái tương lai đằng sau đều có vô số tương lai nếu như là cành lá rậm rạp đại thụ đồng dạng chật ních thiên địa cuối cùng tương lai hết thảy đều biến thành hỗn độn thấy không rõ không thể nhìn trộm không thông lựa chọn bồi dưỡng không giống nhau tương lai mà tương lai mỗi thời mỗi khắc cũng là tại lựa chọn như thế mới có vô số tương lai nhưng ở rất nhiều trong tương lai có một chút đặc thù tương lai sau cái khác tương lai càng thêm rõ ràng càng thêm thô to, loại này tương lai có thể bị dự đoán cùng dò xét. Ta biết ngươi không tin, không bằng đánh cược, đánh cược sẽ có một bàn tay lớn màu vàng ống từ ngoại giới mà đến, đem ngươi bóp nát. Tô đêm vừa cười vừa nói, đồng thời nghi ngờ trong lòng, tất nhiên tương lai không có đổi, trong lòng mình cái kia cổ nguy hiểm đến từ nơi nào. Chẳng lẽ là mình đi ra, cho nên có nguy hiểm, chính mình đây là dự đoán tự mình đi ra sau nguy hiểm. Thần hầu vương cười lạnh nói, đánh cược, vì sao muốn đánh cược, ngươi có tư cách gì cùng ta đánh cược nó căn bản vốn không cần, chỉ cần đứng ở chỗ này, chờ đợi thời gian kết thúc, đại môn đóng lại, tiếp đó nó thì có là thời gian từng cái thanh toán. Tô đêm thu hồi thời gian trường hà, dù sao thôi động loại lực lượng này đối với hắn có cực lớn tiêu hao, nhìn xem trước mặt thần sắc ngạo nghệ thần hầu vương, hắn bước ra một bước, nháy mắt sau đó trực tiếp xuất hiện tại ngươi ra miệng môn hộ phía trước, quay người nhìn về phía thần hầu vương, nói ta muốn đi, ngươi ngăn không được, đây chính là tư cách của ta. Thần hầu vương ánh mắt hiếp lại, năng lực của đối phương rất là quỷ dị, nó căn bản không có chút nào phát giác, không thể nhận ra cảm giác, tự nhiên cũng liền không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, có thể không cần đánh cuộc này, bằng không ngươi hội tâm có không cam lòng, cho là ta âm thầm liên hệ ngoại giới cường giả, để cho ngoại giới cường giả cách không ra tay. Cô Đêm vừa cười vừa nói, "10 chiêu, ngươi trong vòng 10 chiêu nếu là đánh giết ta, trên người ta bảo vật liền đều là ngươi, nếu là trong vòng 10 chiêu giết không được ta, như vậy ngươi cần thần phục ta 10 năm." Ta thần phục với ngươi cái này sâu kiến. Thần Hầu Vương giận quá mà cười thần sắc băng lãnh tràn đầy sát ý mạnh mẽ nó chính là thần hầu vương là bách đoạn sơn vua không ngai thế mà dám can đảm có người để nó thần phục vẫn là một cái nhỏ yếu nhân tộc thú con ngươi sợ cô đêm vừa cười vừa nói ngươi thế nhưng là thần hầu vương bách đoạn sơn vua không ngai giết thú vương như giết chó bây giờ sẽ không ngay cả ta cái này sâu kiến đều giết không chết a à. thần hầu vương nụ cười trên mặt thu liễm mặc dù nó biết được đối phương đây là đang khích tướng nhưng không thể không nói đối phương khích tướng rất hữu dụng hảo thần hầu vương nói, vung tay lên, một cây trường thương xuất hiện, trường thương bên trên có từng nét bùa chú quấn quanh, thương mang bên trên có một cổ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Cô giả thần sắc không có chút nào sợ hãi, mà là bước ra một bước, đi tới một chỗ đất trống, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thần hầu vương không có khách khí, trường thương trong tay trực tiếp cắm vào dưới chân địa mặt, lập tức mặt đất quanh minh, từng vết nứt hiện lên, trong nháy mắt ngọn lửa cùng bạo phun ra ngoài, thôn vệ cả vùng, hết thảy đều bị ngọn lửa thôn vệ. Nó không biết năng lực của đối phương là cái gì, trước mắt đối phương lại có hay không là đối phương chân thân, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, chỉ cần nó hủy diệt hết thảy, liền có thể đem đối phương đánh giết. Ngoài ra, đối phương năng lực liền xem như tại như thế nào quỷ dị, đối phương cuối cùng chỉ là một vị động thiên cảnh sâu kiến, mà hắn là liệt trận cảnh đỉnh phong thú vương. Nơi xa, chúng sinh linh nhìn thấy thần hầu vương bộc phát ra đáng sợ lực hủy diệt, thần sắc kinh hải, của lực lượng kia vô cùng đáng sợ, nếu như là bọn hắn chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hư vô. Cái này nhân tộc thú con chết chắc ẩn thân ở trong hư không thạch hạo, hỏa linh nhi đám người thần sắc lo nghĩ, mặc dù bọn hắn biết được Tô Dạ thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ đối mặt thế nhưng là một vị cường đại thú vương, vẫn là không có áp chế thú vương. Gia hỏa này ngược lại là rất ngông cuồng, lại nói gia hỏa này năng lực là cái gì. Nhị Ngốc tử ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo, lấy nhãn lực của nó thế mà không cách nào xem thấu năng lực của đối phương, cái này để nó cảm giác một cổ thất bại, bất quá có một chút nó có thể chắc chắn, đó chính là đối phương là chân thân, mà không phải huyễn ảnh. Không biết Thạch Hạo lắc đầu. Mặc dù hắn cùng Tô Đêm rất quen, nhưng đối với năng lực của đối phương, hắn biết được cũng không nhiều, đến nỗi ngược dòng tìm hiểu tương lai, nhìn trộm tương lai năng lực, đây chỉ là đối phương năng lực một trong, mà không phải toàn bộ năng lực. Chương 197: Chết rồi sống lại. Ngọn lửa kinh khủng trực tiếp để cho phương viên mấy trăm mét biến thành dung nham, cuồn cuộn nham tương không ngừng lăn lộn, mà tại trong nham tương này, sinh cơ tuyệt không. Thần Hầu Vương nhìn xem trước mặt nham tương thế giới, khóe miệng lộ ra nụ cười liền xem như đối phương năng lực tại như thế nào huyền diệu, nhưng ở trước mặt tuyệt đối lực lượng, căn bản không đủ nhìn. Ngươi thực sự là hạ thủ vô tình, trực tiếp chính là một cái đại chiêu. Một đạo mang theo lười biến âm thanh vang lên, sau đó chỉ thấy cái kia nham tương nứt ra, một bóng người từ trong chậm rãi dâng lên, chính là tô đêm. Mà vậy bốn phía cái kia ngọn lửa cuồng bạo khó mà thương hắn một chút. Bốn phía chúng sinh linh nhìn thấy tô đêm không chết, từng cái toàn bộ đều mở to hai mắt, một bộ gặp quỷ sống biểu lộ, tuy nói phía trước tô đêm tránh thoát thần hầu vương công kích, nhưng cái đó thời điểm thần hầu vương nhưng không có thi triển toàn lực. Thần hầu vương ánh mắt hiếp lại, cầm trong tay trường thương, trong nháy mắt giết đến tô đêm trước mặt, tiếp đó trường thương nối liền trời đất, trực tiếp đem tô đêm thân thể đánh xuyên. Nó nhìn xem mặt bị chính mình đánh chết tô đêm, thần sắc lộ ra khinh thường, kinh miệt nói, liền như ngươi loại này mặt hàng, có tư cách gì cùng ta đánh cược. Cái này ngoại giới sinh linh thật đúng là có đủ cuồng vọng, chỉ là sâu kiến ỉ vào một điểm nhỏ năng lực, ngay tại trước mặt nó trương cuồng. Tô đêm. Gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy thạch hạo muốn rách cả mí mắt từ trong hư không giết ra huy động bảo thuật chặn đánh giết thần hầu vương nhìn thấy tô đêm bị đánh giết hắn không cách nào áp chế lửa giận trong lòng hỏa linh nhi ngay sau đó từ trong thần thảm giết ra cầm trong tay nứt thần thương mặc dù không có bất kỳ lời nói nào nhưng dung nhan tuyệt đẹp bên trên tràn đầy sát ý mạnh mẽ thần hầu vương nhìn về phía hướng về nó đánh tới hai người thần sắc khinh thường sâu kiến phẫn nộ cũng dám tiết thiên huy động trường thương trong tay muốn đem hai cái này cũng cùng một chỗ đánh giết đột nhiên một thanh âm tại bên tai nó vang lên, chỉ nhỏ, chúng ta đánh cược còn chưa kết thúc, ngươi đây là muốn chịu thua sao? Thần hầu vương quay người nhìn thấy một tấm vô cùng quen thuộc khuôn mặt, thần sắc có chút kinh hãi, đối phương không phải mới vừa bị chính mình một thương đánh chết sao? Cái kia thật thật xúc cảm, máu tươi kia hương vị, căn bản không phải giả, đối phương làm sao có thể còn sống? Lúc này, phẫn nộ đánh tới thạch hạo cùng hỏa linh nhi nhìn thấy tô đêm xuất hiện tại thần hầu vương bên cạnh, cùng thần hầu vương đặt song song đứng chung một chỗ, tức giận trên mặt biến cứng ngắc trong ánh mắt sát ý biến thành ngạc nhiên ngạc nhiên không chỉ là bọn hắn nơi xa quan sát rất nhiều sinh linh cũng là từng cái một mặt mộng bức thầm nghĩ lấy ảo thuật này thật đáng sợ thế mà phạm vi ảnh hưởng rộng như vậy để cho bọn hắn đều trúng chiêu thật là huyễn thuật sao thạch nghị vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt bên trong phù văn vô cùng huyền ảo tại dò xét hắn cái kia bị giết tô đêm cũng không phải giả nhưng luân hồi nhãn đây mới là luân hồi nhãn chân chính năng lực a thạch nghị thấp giọng tự nói tại sự thăm dò của hắn phía dưới một vùng thế giới kia bị một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ, mà tại lực lượng kia bao phủ xuống, có không thiếu tô đêm, mà bị giết chỉ là trong đó một cái. Ly khai nơi này, chỉ là một con khỉ nhỏ, một mình ta đủ để. Tô đêm nhìn về phía thạch hạo cùng hỏa linh nhi vừa cười vừa nói, nhìn thấy bọn hắn không sợ chết đánh tới, trong lòng của hắn thật cao hứng. Thạch hạo nhìn về phía tô đêm, thần sắc nói nghiêm túc, ngươi một người được không? Trước mắt con khỉ này cũng không phải phổ thông con khỉ, mà là một tôn thú vương, viễn siêu phổ thông thú vương thú vương nam nhân há có thể nói không được, chỉ là con khỉ, vất tay trấn áp. Tô dạ thần sắc ngạo nghễ nói, tiếp đó hắn liền đưa tay vỗ vỗ thần hầu vương bả vai, nói, ngươi nói đúng không? Thần hầu vương sắc mặt âm trầm, toàn thân phù văn tràn ngập, trực tiếp giam cầm thiên địa, từng đạo huyết sắc xiền xích từ trên người nó hiện lên, khóa lại tô đêm, sau đó bàn tay biến lớn, đem hắn nắm ở trong tay. Phốc! Tô đêm thân thể trực tiếp bị bóp nát, biến thành huyết vụ đầy trời thần hầu vương cảm thụ được huyết vụ này huyết vụ này vô cùng chân thực ẩn chứa đậm đà sinh cơ đồng thời ẩn chứa sinh linh độc hữu loại kia huyết tinh vị đạo lần này đáng chết đi thạch hạo cùng hỏa linh nhi nhìn thấy tô đêm bị bóp chết thần sắc khẽ biến bất quá lần này bọn hắn không có lựa chọn ra tay mà là nhìn về phía thần hầu vương tay chớp chớp mắt thần sắc có chút mê mang. người sư muội kia vừa rồi tô đêm sư đệ có phải hay không bị bóp chết thạch hạo có chút không xác định nói mắt to chớp động tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy tô đêm bị bóc chết, huyết vẩy thiên địa, thế nhưng huyết không thấy, phản phất vừa rồi hết thảy đều là một hồi hư ảo mộng ảo. Cái này, không biết. Hỏa Linh Nhi lắc đầu, ánh mắt có chút ngốc trệ, cảm giác chính mình ký ức giống như có chút rối loạn, đồng thời nàng cảm nhận được vùng thế giới này giống như tràn ngập một cổ. Một cổ không nói ra được sức mạnh. Lực lượng này, rất là huyền diệu. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, chỉ thấy thạch nghị thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại không nơi xa, hắn ánh mắt bên trong có huyền ảo hoa văn hiện lên nhìn rộng vùng thế giới này ảo diệu tô đêm thân ảnh xuất hiện tại một chỗ khác nhìn về phía cách đó không xa thạch nghị thần sắc có chút bất thiện nói tên bốn mắt ngươi đây là muốn làm gì thạch nghị không để ý đến tô đêm mà là cảm thụ được thiên địa này huyền diệu lập tức nhìn về phía tô đêm nói ngươi tiếp tục ta không can thiệp tô đêm rất muốn đem thạch nghị trấn áp nhưng hắn lúc này kỳ thực hết sức yếu ớt mặc dù luân hồi nhãn sức mạnh rất cường đại có thể thay đổi vận mệnh nghịch chuyển thời không nhưng mỗi một lần sử dụng cũng là tiêu hao rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía thần hầu vương, nói, con khỉ, đã 10 chiêu, ngươi muốn đổi ý sao? 10 chiêu. Ở đâu ra 10 chiêu, ta chỉ xuất 3 chiêu. Thần hầu vương lạnh giọng nói, ánh mắt như điện, tiếp đó một quyền đem tô đêm oanh sát, huyết vẫy thiên địa, tuy nói một quyền đem đối phương oanh sát, nhưng hắn một chút cũng cao hứng không nổi. Tô đêm thân ảnh tại không nơi xa hiện lên, vừa cười vừa nói, bây giờ 4 chiêu. Quanh. 5 chiêu sáu chiêu. Khí tức của ngươi trở nên yếu đi. Thần hầu vương lần này không gấp ra tay, mà là cẩn thận nhìn về phía tô đêm, lúc này trên người đối phương khí tức vô cùng suy yếu, cái này khiến ánh mắt hắn sáng lên, nói, xem ra như ngươi loại này chết rồi sống lại bí pháp đối với ngươi tiêu hao không nhỏ, không biết ngươi còn có thể phục sinh mấy lần. Ba lần, bất quá ngươi bây giờ đã ra tay tám lần. Tô đêm vừa cười vừa nói, hắn sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhưng hắn vẫn thần sắc ngạo nghễ, thần hầu vương không gấp ra tay, nó không phải giả mang con khỉ, mà là một cái mười phần thông tuệ con khỉ, cho dù là không có thiên nhãn, nó vẫn là có thể nhìn ra không ít thứ, nó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thạch hạo bọn người, vừa cười vừa nói, nếu như ta không có ngờ tới sai lầm, ngươi không chỉ là có thể phục sinh chính mình, còn có thể phục sinh phiến thiên địa này bất luận một vị nào. Xoát! Thần hầu vương trong nháy mắt xuất hiện tại thạch hạo, hỏa linh nhi trước mặt, đại thủ cầm ra, trong tay có phù văn huyền ảo hiện lên phản phất là trong lòng bàn tay chư thiên trực tiếp liền muốn bắt thạch hạo cùng hỏa linh nhi thạch hạo cùng hỏa linh nhi đối mặt thần hầu vương công kích cảm giác tự thân lâm vào đầm lầy bên trong căn bản không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia to lớn tay hướng về bọn hắn chộp tới đột nhiên thần hầu vương cơ thể biến mất không thấy gì nữa chương 198, trấn áp thần hầu vương phốc tô đêm miệng phun máu tươi sắc mặt càng thêm tái nhợt cơ hồ không có chút huyết sắc nào miệng to thở dốc nhìn về phía cách đó không xa có chút đờ đẫn thần hầu vương trong ánh mắt tràn đầy lãnh mang. Thần Hầu Vương nhìn mình, lại nhìn một chút cách đó không xa Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi, nó như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây, không gian na di. Nhưng vì sao ta không có chút nào cảm giác, phản phất có chút một của chính mình vốn là ở đây cảm giác. Đây chính là năng lực của ngươi. Thần Hầu Vương nhìn về phía tô đêm, loại năng lực này rất cường đại, nó ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy không che giấu chút nào tham lam, nói, ngươi là nhân tộc, nhân tộc không có thiên phú thần thông, mà ngươi bây giờ chỉ là động thiên cảnh sâu kiến, không có khả năng nắm giữ cường đại bảo thuật, như thế nói đến cũng chỉ có một loại khả năng, trong cơ thể ngươi có trời sinh bảo cốt. Bảo cốt không phải hung thú chuyên chúc, nhân tộc đồng dạng có khả năng mọc ra, chỉ là mười phần hiếm thấy, trăm ngàn năm đều khó mà xuất hiện một vị, mà một khi mọc ra, như vậy bảo cốt ẩn chứa năng lực tất nhiên cực kỳ cường đại, viễn siêu phổ thông hung thú bảo cốt. Không sai biệt lắm. Cô đêm nhìn về phía thần hầu vương, hắn luân hải bên trong thần lực bản nguyên bộc phát, trên thân tràn ngập quang huy, ánh mắt bên trong có từng đạo hoa văn hiện lên, tại phía sau hắn hiện ra hai cái như hạo nguyệt tầm thường đôi mắt nếu như là thiên chi mô chiếu rọi thiên khung nói ta người này không thích phiền phức cũng không thích lật lòng hy vọng ngươi không cần làm ra lựa chọn sai lầm khi cái kia một đôi tròng mắt hiện lên thiên địa bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ ở đó đôi mắt sức mạnh phạm vi bao phủ bên trong trong lòng mọi người sinh ra một cổ tuyệt vọng nếu như là bị thiên đạo nhìn chăm chú lên tuyệt vọng ta nắm giữ luân hồi nhãn có thể ngưng tụ ra một cái đặc thù tràn vực tại cái này tràn vực bên trong không thời gian vô không gian vô nhân quả. Tô Đêm hướng về Thần Hầu Vương đi đến, theo hắn cất bước, trên người hắn khí tức không ngừng kéo lên, mà Thần Hầu Vương khí tức trên thân tại cực tốc hạ xuống, không chỉ là thực lực giảm xuống, thậm chí là niên linh tại từ từ thu nhỏ, từ một cái uy vũ bất phàm thần hầu biến thành một cái ngốc manh khả ái kỹ nhỏ. Hắn đi tới Thần Hầu Vương trước mặt, trầm giọng uống đến, thời không ngược dòng tìm hiểu, ngược dòng tìm hiểu không chỉ là đi qua ký ức, thiên địa vạn vật hết thảy vật chất đều có thể bị ngược dòng tìm hiểu, bây giờ ngươi còn có hai chiêu, là thực hiện ước định vẫn là vi phạm ước định. Ngươi, thần hầu vương thần sắc hải nhiên, mặc dù hắn lúc này tư duy ý thức không có thoái hóa, nhưng tu vi của hắn, lực lượng của hắn lại trở thành thú con thời kỳ, cái này để nó như thế nào phản kháng. Cách đó không xa, thạch nghị thần sắc tràn đầy chấn kinh, ngược dòng tìm hiểu đi qua, nhìn trộm tương lai, không nghĩ tới bị ngược dòng tìm hiểu không phải ký ức, mà là hết thảy vật chất. Đúng rồi, nếu như đối phương không có năng lực này, làm sao có thể đã thông thời gian trường hà, để cho bọn hắn tiến vào thời gian, ngao du thượng cổ trực tiếp giết. Hỏa Linh Nhi nhìn thấy tô đêm không có hạ sát thủ, rất là không hiểu, thần hầu vương cũng không phải phổ thông hung thú, loại tồn tại này khó mà hàng phục, thậm chí là rất dễ dàng gặp phản vệ, hơn nữa nàng cảm giác tô dạ vô pháp kiên trì quá lâu, không bằng trực tiếp giết, chấm dứt hậu hoạn. Thần hầu vương căm tức nhìn Hỏa Linh Nhi, bất quá lúc này nó trong lòng rất là sợ hãi, nếu là đối phương hạ sát thủ, nó căn bản không có phản kháng, thần sắc nghiêm túc nói, bản vương ngôn xuất pháp tùy, nói thần phục liền thần phục, bây giờ bản vương ra tám chiêu, lại xuất hai chiêu. Nói xong, nó huy động nó cái kia nắm tay nhỏ, đánh vào tô đêm trên thân, sau đó nói, tất nhiên ta trong vòng 10 chiêu, không có đánh chết ngươi, như vậy trong tương lai 10 năm, ta sẽ đuổi theo ngươi. Nó trong lòng vô cùng biệt khuất, nhưng không có cách nào, tình thế so khỉ mạnh, nếu là không đáp ứng, như vậy nó sẽ phải chết ở chỗ này. Tô đêm nghe vậy trên mặt tươi cười, tay nắm pháp ấn, ngưng tụ ra một đạo phù văn huyền ảo, trực tiếp đánh vào thần hầu vương thể bên trong, lập tức hắn triệt bỏ luân hồi nhãn sức mạnh, trên thân cổ khí tức mạnh mẽ kia tiêu tan, mà thần hầu vương thì khôi phục nguyên dạng. Thần hầu vương phát giác được chính mình sức mạnh khôi phục, ánh mắt bên trong có lãnh mang, bất quá nó không có ra tay, bởi vì nó không xác định tự mình ra tay thật có thể giết đối phương, hơn nữa đối phương vừa rồi đánh vào trong cơ thể nó một đạo ấn ký, tạm thời nó không biết đó là cái gì ấn ký. Tô đêm nhìn ra thần hầu vương trong ánh mắt sát ý, bất quá hắn không có để ý, con khỉ loại sinh linh này giả tính khó thuần, muốn chân chính thu phục đối phương rất khó, cho nên hắn chưa bao giờ từng nghĩ muốn thu phục đối phương đừng nghĩ đến phản vệ ta, vừa rồi ta đánh vào trong cơ thể ngươi chính là luân hồi ấn, ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì có thể làm cho ngươi quay về thú con thời đại. Tô đêm nói, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hầu vương trên thân tràn ngập một cổ huyền ảo sức mạnh, tiếp đó thân thể của nó trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành một cái mười phần khả ái khỉ nhỏ. Thần hầu vương thần sắc hải nhiên, không nghĩ tới đối phương ngưng tụ ra ấn ký lại có vĩ lực như thế, nải thanh nải ký nói, đã như thế, chẳng phải là bản vương sinh tử đều tại ngươi trong khống chế. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lật lộng, sẽ không thật sự nô dịch ngươi 10 năm, nhiều lắm là 5 năm, liền sẽ trả lại ngươi tự do. Tô đêm nói, thu hồi luân hồi chi lực, thần hầu vương khôi phục nguyên dạng. Trong vòng 5 năm hạ giới bác vực liền sẽ một hồi đại kiếp, mà lúc kia hắn ít nhất đặt chân bày trận phong vương, thần hầu vương đối với hắn mà nói, sẽ không có tác dụng quá lớn. Ngươi cái tên này như vậy đi ra ngoài quá mức nổi bật, mà lại nói không chắc không thiếu đại nhân vật sẽ đánh ngươi chủ ý, muốn đem ngươi bắt được xem như bảo hộ sơn thần thú, hay là từ trên người ngươi dọa dẫm một chút bí pháp, ta trước tiên đem ngươi thu vào trong càng không mài. Tô đêm nói, tiếp đó không đợi thần hầu vương đáp ứng, trực tiếp thôi động càng không mài, đem thần hầu vương thu vào đi. Thần hầu vương không có phản kháng, bởi vì nó cảm giác đối phương nói có đạo lý, ngoại giới có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ, mà hắn nắm giữ rất nhiều hơn cổ bí pháp, không thiếu để cho thần linh đều thèm nhỏ nước giải thần công. Phốc Tại đem thần hầu vương thu vào càng không mài sau, tô đêm trực tiếp miệng phun máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, cơ thể càng là lung lay sắp đổ hỏa linh nhi tay mắt lanh lẹ trực tiếp đem tô đêm đỡ lấy nhờ vậy mới không có để cho hắn ngã xuống thần sắc lo lắng nói ngươi không sao chứ không có việc gì chỉ cưỡng ép mượn lực muốn suy yếu mấy ngày tô đêm hư nhược đạo nếu không phải là hắn mở thập động thiên nhục thân cường đại hơn nữa mở luân hải bí cảnh cưỡng ép thôi động luân hồi nhãn trực tiếp liền sẽ bị phản vệ mà chết bây giờ chỉ là suy yếu 10 ngày đã coi như là vận khí tốt thạch nghị nhìn về phía hư nhược tô đêm nói ngươi không giết cái kia thần hầu vương hẳn là không thể giết a một khi đánh chết, đối phương sẽ ở thời khắc sinh tử sẽ phá vỡ thời không lồng giam. Ai biết được? Tô đêm vừa cười vừa nói, không có cho ra ngay mặt trả lời, nhìn về phía thạch nghị, nói, tên bốn mắt, ngươi gia hỏa này đường hoàng nhìn trộm năng lực của ta, chờ ta khôi phục, ta sẽ thật tốt dạy bảo ngươi, cái gì có thể nhìn, cái gì không thể nhìn. Thạch nghị không có để ý, hướng thẳng đến nơi xa đi đến, hắn làm một chuyện gì, cũng là hắn muốn làm, không ở ý uy hiếp à, tùy tâm sở dục. Tô đêm không nói gì thêm, để cho Thạch Hạo chiếu cố tốt chính mình, tiếp đó lâm vào hôn mê. Không có thần hầu vương, đông đảo tiến vào bách đoạn sơn sinh linh nhau nhau hướng phía lối ra mà đi, mặc dù bọn hắn rất hiếu kỳ cái này nhân tộc thú con thế mà hàng phục thần hầu vương, nhưng đối với bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất là ly khai nơi này, không muốn ở đây đợi nữa dù là một giây. Chương 199, 100 đoạn sơn kết thúc. Thạch Hạo đem tô đêm trực tiếp thu vào trong túi càng khôn. Cổng. Hắn mới sẽ không cổng, bây giờ hắn tự thân đều có nguy hiểm rất lớn, sau khi ra ngoài rất có thể sẽ phải gánh chịu thanh toán, làm sao có thể còn đeo tô đêm, làm cho người chú mục. Hỏa Linh Nhi muốn mang tô đêm ra ngoài, nhưng hắn nghĩ nghĩ, cự tuyệt. Bọn hắn sư huynh để cùng một chỗ đi vào, tự nhiên là muốn cùng đi ra, bằng không mấy cái kia lão quái vật hỏi hắn lấy người, hắn cũng không thể nói vứt bỏ, tặng người. Người dạng này không được, bảo thuật có thiếu, có thể lừa qua người bình thường, nhưng không giấu giếm được chân chính chí cường giả. Nhị ngốc tử nhìn xem biến hóa thạch hạo, trực tiếp lắc đầu, đối với cái này nãy qua biến hóa chi thuật rất không coi trọng nó muốn một cái điểu đi nhưng thế nhưng cái này nãy qua căn bản vốn không thả nó rời đi nhớ nó trước kia bực nào phong cách xuất hành bên ngoài vương hầu tránh lui tôn giả nhiệt tình chiêu đãi mà bây giờ nói nhiều rồi đều là nước mắt thạch hạo nguyên bản rất bình tĩnh nghe nhị ngốc tử nói chuyện cảm thấy mình có chút coi thường nói nếu không thì ngươi dạy ta một đạo thần thông nhị ngốc tử mắt trợn trắng vốn không muốn dạy bảo thuật giá trị liên thành há có thể kinh truyền hơn nữa còn là truyền cho cái này động một chút lại đánh nó hùng hài tử. Thạch hạo uy hiếp bờ nói, đối với ta địch ý lớn nhất liền thiếu nữ mặc áo tím kia hung thú, ngươi phải hiểu được, ta bại lộ, ngươi chạy không được. Nhị ngốc tử nghe vậy thần sắc xoắn suýt, mặc dù nó biết được đối phương là đang uy hiếp bờ nó, thế nhưng thiếu nữ áo tím đúng là cùng gia hỏa này có thù, bây giờ nó cũng không muốn nhìn thấy bộ tộc kia người, bằng không thì trước kia cũng sẽ không trốn vào mảnh này thượng cổ trong tiểu thế giới. Cuối cùng nó bất đắc dĩ nói, ta dạy cho ngươi một cái tiểu thần thông, hoàn thiện ngươi loại kia biến hóa thuật. Thạch Hạo nguyên bản hết sức thanh tú, mang theo một cổ non nớt, mà hắn bây giờ biến thành một cái cường tráng thiếu niên, lưng hùng vai gấu, mười phần uy mãnh, lớn mô hình xếp đặt mà thẳng bước đi đi ra. Ngoại giới, có người vui vẻ, có người sầu. Ngô, ngươi mặc dù bị thương, nhưng mà tu vi lại tiến bộ rất lớn. Một vị toàn thân sáng lên lão giả nhìn xem cửu đầu sư tử, tương đối hài lòng, khí huyết cường đại, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đặt chân thuần huyết chi lộ tộc ta cường giả sau khi tiến vào mất mạng không nhiều, mà huynh đệ các ngươi hai người càng là người nổi bật trong đó, tu vi tiến nhanh, thực sự là hiếm thấy. Bên cạnh, tam nhãn tộc hai huynh đệ cũng đã nhận được tán dương. Ngũ sắc loan điểu, hỏa nha các tộc cường giả nhau nhau tán dương nhà mình hậu bối, bởi vì bọn chúng hậu bối đều mạnh hơn rất nhiều, một thân khí huyết kinh người. Bọn gia hỏa này đi theo ở thạch hạo bên cạnh, mặc dù nguy hiểm có, nhưng thu hoạch rất lớn, ăn thuần huyết hung thú huyết nhục, uống hầu nhi tửu, nghĩ không trở nên mạnh mẽ cũng rất khó bọn chúng xem như may mắn, sớm thần phục, mà hắn và Thạch Hảo cứng rắn đến cùng hung thú, đều thành đồ ăn, bây giờ không có một cái đi ra, cái này khiến trường bối của bọn nó, từng cái thần sắc đều rất khó coi. Như cách đó không xa một đầu trắng ngoãn như ngọc, có một chút kim sắc đường vân, toàn thân trong vắt vô cấu, giống như lưu ly đúc thành bạch hổ, trên người nó tản ra khí tức cường đại, đứng tại một chiếc trên chiến xa cổ, mặt âm trầm, tâm tình tương đối hỏng bét. Bởi vì nó hậu đại đến nay cũng không có đi ra, đến bây giờ cũng không có đi ra, muốn đi ra chỉ sợ rất khó, cái này để nó trong lòng sát ý lăng lệ. Ta vũ tộc người tại sao vẫn chưa ra? Ta cung tộc người, tại sao không có đi ra một cái? Ta cách tộc như thế nào cũng không có ai đi ra. Cách đó không xa, một số nhân tộc từng cái sắc mặt khó coi, lo nghĩ, bởi vì bọn hắn tiến vào bách đoạn sơn tộc nhân, bây giờ một cái cũng không có đi ra. Hùng hài tử, ta muốn trà sát ngươi. Rất nhanh liền có lão giả phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Bởi vì cái này mấy gia tộc lớn khi tiến vào bách đoạn sơn liền bắt đầu phái người truy sát, hùng hài tử mang theo những thứ này đuổi giết hắn người, đầy khắp núi đồ chạy, tự nhiên bị rất nhiều người nhìn thấy, nhìn thấy những thứ này truy sát hùng hài tử người, là như thế nào từng bước từng bước bị hùng hài tử hố chết. Thu phục thần hầu vương. Nói tới hùng hài tử, rất nhanh liền có người nói tới tô đêm. Tuy nói tại trong bách đoạn sơn, tô đêm không có làm một chút làm cho người chú một sự tình, nhưng ở bách đoạn sơn lúc kết thúc, đối phương bằng vào quỷ dị năng lực thu phục thần hầu vương thần hầu vương, một cái tiểu thế giới vương, hơn nữa kinh nghiệm một hồi chém giết thảm thiết, nhưng dù sao cũng là vương, cư nhiên bị hàng phục. Rất nhiều cường giả nghe vậy, thần sắc đều tràn đầy chấn kinh. Cái này bổ thiên các nhặt được cái bảo, không chỉ có thu cái kia có thể gây chuyện hùng hài tử, còn thu một cái mạnh mẽ như vậy thiên kiêu. Rất nhiều người cảm khái. Thạch nghị đi ra, trùng đồng thần nhân chuyển thế. Liền tại đây thường có người kinh hô, hướng mở miệng nhìn lại. Nơi đó có một thiếu niên, người cao thon, cường kiện hữu lực, tóc đen xỏa, mắt quẩn sông đồng, anh tư bộc phát, hắn kéo lấy một đầu cực lớn cổ thú, đi ra phía ngoài tới, lệnh mặt đất đều đang rung rẩy. Cái gì? Đó là một đầu thành niên thái cổ di chủng. Đám người ngẩn người. Vừa nói có người thu phục thú vương, bây giờ liền có người kéo lấy thú vương thi thể đi ra, cái này Bách Đoạn Sơn thú vương có phải hay không quá yếu? Hẳn là quá yếu, đều không phải là thuần huyết. Rất nhiều người thầm nghĩ lấy, bọn hắn những người này cơ hồ cũng là không có từng tiến vào Bách Đoạn Sơn đối với Bách Đoạn Sơn cũng là nghe, biết được bên trong có thú vương. Nhưng bên trong thú vương mạnh cỡ nào? Bọn hắn không biết. Không chỉ là bọn hắn không biết, liền xem như tiến vào Bách Đoạn Sơn lịch luyện hơn nửa sống mà đi ra người đồng dạng không biết, bởi vì những năm qua Bách Đoạn Sơn lịch luyện, có thể nói là chưa từng có người nào dám can đảm cùng thú vương chém giết, cũng là trốn đi, tránh né thú vương săn giết. Mà bây giờ, một cái hàng phục, một cái săn giết. Bách Đoạn Sơn thú vương không gì hơn cái này. Không thiếu đại nhân vật trong lòng đều sinh ra ý nghĩ này, không phải thú vương để bọn hắn kinh miệt Bách Đoạn Sơn, mà là hết thảy trước mắt, để cho bọn hắn không thể không cho rằng như vậy. Đến nổi tiếng vào Bách Đoạn Sơn người miêu tả, giảng giải. Một đám thú con có thể nhìn ra cái gì, không cần nói liệt trận cảnh, liền xem như minh văn cảnh, hóa linh cảnh trong mắt bọn hắn, đó đều là tồn tại hết sức đáng sợ. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không khinh thị Tô đêm cùng Thạch Nghị, liền xem như Bách Đoạn Sơn bên trong thú vương lượng nước rất lớn, ít nhất cũng là muốn mạnh hơn hóa linh cảnh có thể đánh bại loại này cấp bậc thú vương, đủ để có thể xưng tụng vang dội của kim. Thạch hạo lẻ loi trơ trọi một người, đi ra bách đoạn sơn, nhìn phía xa cái kia bị trưởng bối tiếp dẫn, tiếng cười nói thú con nhóm, nó thần sắc trầm mặt, một thân một mình hướng đi nơi xa. ầm ầm, Thiên địa chấn động, hỗn độn mãnh liệt, hướng về phía chân trời thối lui cái kia hiện lên ở trong hỗn độn môn hộ biến mất không thấy gì nữa bách đoạn sơn quy về hư vô lần sau mở ra cần chờ chờ trăm năm bách đoạn sơn đóng lại đại biểu bách đoạn sơn lịch luyện kết thúc rất nhiều cường giả mang theo nhà mình đệ tử rời đi, đến nỗi những cái kia nhà mình đệ tử không có đi ra khỏi, chỉ có thể tự mình rời đi, rời đi cái này thương tâm. Vũ tộc, công tộc chờ thị tộc muốn tìm kiếm hùng hài tử, nhưng bọn hắn tìm nửa ngày cũng không có nhìn thấy hùng hài tử dấu vết, đến nỗi lưu lại. Thật coi bổ thiên các người là bài trí. Tại trong bách đoạn sơn bọn hắn có thể để người ta quan minh chính đại truy sát hùng hài tử, nhưng bây giờ bọn hắn nhưng không dám nhận lấy bổ thiên các cường giả mặt ra tay bọn hắn tìm kiếm hùng hài tử không phải là vì đánh giết hùng hài tử mà là dự định uy hiếp bờ vài câu phóng nói dọa xuất ngụm ác khí ai có thể nghĩ cái kia gấu con từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện để cho bọn hắn đem sớm xử trí tốt từ toàn bộ đều nuốt xuống dù sao bọn hắn chắc chắn không có khả năng chạy tới bổ thiên các trận doanh hướng về phía bổ thiên các trưởng lão một hồi giận mắng nói dọa chương 200, bình tĩnh bách đoạn sơn kết thúc tuy nói bách đoạn sơn lịch luyện chết rất nhiều sinh linh liền thuần huyết sinh linh đều vẫn lạc không biết bao nhiêu, nhưng cũng không có nhất lên gợn sóng quá lớn, dù sao thuần huyết không có nghĩa là vô địch. Toàn bộ đại hoang biến bình tĩnh, bất quá cái này bình tĩnh để cho một chút cảm giác bén nhạy sinh linh, phát giác được một tia bất an, phản phất là mưa gió nổi lên trước đây bình tĩnh. Bổ thiên các Thạch hạo vì bổ thiên các mang về kiếm gãy đồng thời vì bổ thiên các mang đến có thể giúp tế linh khôi phục bất lão thần tuyền các đất thu được bổ thiên các ban thưởng có thể tùy ý tiến vào bổ thiên các tàng kinh các Tô Đêm bởi vì cưỡng ép thi triển luân hồi nhãn, hắn bây giờ hết sức yếu ớt, ngồi ở trong xe lăn, thưởng thức trước mắt mờ mịt quang huy bốc hơi tuyệt mỹ phong cảnh. Nghe ngươi cái tên này, tại Bách Đoạn Sơn nhất lên không nhỏ gần sóng, còn thu phục một cái thú vương. Hạ U Vũ bước ưu nhã bước chân đi tới Tô Đêm trước mặt, trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp mang theo nụ cười động lòng người, bất quá khi nhìn đến Tô Đêm ngồi trên xe lăn ánh mắt bên trong mang theo một cổ lo nghĩ. Tô Đêm quay người nhìn về phía Hạ U Vũ, người mặc quần áo màu trắng, Đem nàng cái kia đường công phập phòng sung mãn thân thể hoàng mỹ phát hỏa đi ra, xuất trần thanh nhã, nếu như là một vị trích tiên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạng, vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là thành thật, nhất lên phong ba là cái kia nải qua. Hắn lời này không giả, tại trong bách đoạn sơn hắn có thể nói là rất điệu thấp, từ đầu tới đuôi không phải tiến vào suy yếu, chính là tại suy yếu, có thể nói hắn 90% thời gian cũng là tại nằm. Ngươi không phải liền là nải qua sao? Vẫn là đại nải qua. Hạ U Vũ cười yếu ớt đạo nàng thế nhưng là nhớ kỹ trước mắt vị này cùng vị kia, tại hư thần giới dẫn xuất gần sóng, tuy nói đại bộ phận gần sóng cũng là vị kia, nhưng vị này cũng không thua kém bao nhiêu. Tô đêm nghe được đại nải qua sắc mặt lập tức đen, đây coi như là trong đời hắn vết nhơ, rất muốn đem cái kia gấu con bắt tới, tiếp đó hành hung một trận. Hạ U Vũ nhìn xem tô đêm mặt tái nhợt, thần sắc nói nghiêm túc, vết thương trên người của ngươi thế. Ta đây không phải thương thế, là cưỡng ép di triển một chút bảo thuật phản vệ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, ngoài ra, ta thế nhưng là vô địch, ai có thể làm tổn thương ta. Tô giả thần sắc mang theo một cổ ngạo nghễ, tay hắn vung lên, một đạo quan mang hiện lên, trong ánh sáng đều có một khối ngọc cốt, nói, đây là ta tại Bách Đoạn Sơn lấy được một thiên niết bàn chi pháp, ngươi căng cơ mặc dù không tệ, nhưng có một chút tỳ vết, có thể dùng phương pháp này bù đắp một chút thiếu hụt. Cái này niết bàn chi pháp chính là thiên tầm vũ hóa tố nguyên kinh, nguyên bản nó không có để ý bản này bí pháp, nhưng ở nhìn thấy liệt thiên ma điệp nhìn thấy phương pháp này lúc hải nhiên, ý hắn biết đến phương pháp này tuyệt không phổ thông, bất quá nghĩ đến rất bình thường, nếu như phổ thông lại như thế nào có thể làm cho thiếu niên thời không thần vương tại trong thời gian thuế biến. Xem ra bách đoạn sơn hành trình, nhưng ngươi thực lực này đề thăng không thiếu, bây giờ cũng dám nói ta có thiếu hụt. Hạ U Vũ xinh đẹp cười nói, không có khách khí, tiếp nhận tô đêm sách cho nàng công thiên, bất quá khi nàng xem xét ngọc cốt bên trong ghi lại huyền diệu kinh văn, cả người nàng ngốc trệ tại chỗ, thần sắc hải nhiên, nhìn về phía tô đêm, nói, bản này công pháp quá, quá mức quý trọng. Nàng là bổ thiên các đệ tử kiệt xuất nhất, quan sát qua bổ thiên chắc không thiếu từ thượng cổ truyền thừa xuống cường đại công pháp trong đó không thiếu để cho thần minh đều động tâm công pháp nhưng mà những cái kia công pháp tại trên huyền diệu căn bản là không có cách cùng trước mắt trong tay nàng bản này công pháp so sánh tô đêm vừa cười vừa nói một thiên công pháp thôi lại cường đại đó cũng chỉ là công pháp thôi hơn nữa công pháp bản thân liền là để cho người ta tu luyện nếu như không tu luyện lại cường đại công pháp cái kia cũng cùng những thứ này bùng đất không có gì khác nhau hắn đối với công pháp thậm chí là bảo thuật chưa từng coi trọng không phải hắn không thiếu mà là từ trong đáy lòng không chút nào để ý bởi vì hắn thấy sự cường đại của hắn không phải dựa vào cường đại công pháp dựa vào cường đại bảo thuật mà là hắn tự thân cường đại ngoài ra hắn tương lai tất nhiên có thể khai sáng ra càng cường đại hơn công pháp và bảo thuật cái này cũng là vì cái gì hắn có thể không chút do dự lấy ra chính mình bảo thuật đi cùng người khác giao dịch đúng đem công pháp này để cho tế linh đại nhân xem nói không chừng đối với nó có chút trợ giúp cô đêm nghĩ tới điều gì bổ thiên các tế linh là bản nguyên có hại ngoại vật là rất khó tu bổ cho nên cho dù là bổ thiên các chuẩn bị rất nhiều thần vật cuối cùng chỉ là ngắn ngủi để cho hắn khôi phục đỉnh phong không thể chân chính khôi phục thiên tầm vũ hóa tố nguyên đã là một loại tu luyện bản nguyên niết bàn chi pháp nghĩ đến hẳn là sẽ có một chút trợ giúp hạ u vũ nghe vậy thần sắc kích động hưng phấn thân thể mềm mại run rẩy lên trong lúc nhất thời sống lớn như tụ núi non như giận nàng không có để ý sự thất thố của mình đối với nàng mà nói bổ thiên các có thể nói là nàng hết thảy bây giờ có thể trợ giúp tế linh đại nhân công pháp nàng làm sao không kích động nhìn xem tô đêm, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, nói ta cái này liền đi bẩm báo các chủ. Nói xong, nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Sau khi hạ u vũ rời đi, tô đêm trong tay tia sáng lóe lên, biến thành một cái màu vàng con khỉ, chính là thần hầu vương. Thần hầu vương nhìn xem trước mắt thế giới xa lạ, trong thần sắc tràn đầy mừng rỡ cùng kích động, nó cuối cùng rời đi bách đoạn sơn, đi tới ngoại giới. Nó đã sớm muốn rời khỏi bách đoạn sơn, tuy nói bách đoạn sơn có rất nhiều cơ duyên, những cơ duyên này cũng là thượng cổ chư thần lưu lại, hắn càng là tại Bách Đoạn Sơn xưng vương, nhưng Bách Đoạn Sơn chỉ là một cái tiểu thế giới, hạn mức cao nhất chính là thú vương, muốn tiến thêm một bước, căn bản không có khả năng. Về phần mình đi tới. Nói đùa, mỗi một lần Bách Đoạn Sơn mở ra bên ngoài đều có rất nhiều cường giả, mà những cường giả này còn không là bình thường cường giả, nó nếu là đi ra, tuyệt đối sẽ trước tiên bị trấn áp, tiếp đó cướp đoạt nó lấy được truyền thừa. Lần này nó là chủ động bị trấn áp, nhờ vào đó thoát ly Bách Đoạn Sơn. Thần Hầu Vương ánh mắt nhìn về phía Tô Đêm, thần sắc mười phần bình tĩnh, nói, đem ngươi thiên phú thần thông để cho ta lĩnh hội, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tô đêm nghe vậy cười, cười nói, ta biết ngươi là cố ý bị ta trấn áp, ta bảo thuật mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ trấn áp như ngươi loại này tồn tại, bất quá ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta. Thần hầu vương cảm thụ bốn phía, nơi xa có một đạo để nó tim đập nhanh sức mạnh, nói, ở đây đúng là có một cái rất mạnh tồn tại, nhưng ta muốn đi, nó ngăn không được, hơn nữa giữa ngươi ta không đủ một em mờ, liền xem như thần cũng không cách nào ngăn cản ta đem ngươi đánh giết, thân là bách đoạn sơn vua không ngai, sao lại bị nơi xa một cổ khí tức chấn nhiếp, đừng nói là một cổ khí tức cường đại, liền xem như thần, cũng không cách nào để cho hắn e ngại. Tô dạ thần sắc không có chút nào sợ hãi bất an, ngược lại là cười càng thêm rực rỡ, trong tay có từng viên phù văn hiện lên, những phù văn này tạo dựng ra một cái thông đạo, mờ mịt quan huy lưu chuyển, một đạo thân ảnh hư ảo dần dần ngưng thực. Chính là mộng liên tiên tử. Bây giờ hắn thân ở bổ thiên cát, có thể tùy ý tạo dựng thông đạo, không phải tiếp dẫn mộng liên tiên tử sức mạnh, mà là có thể trực tiếp để cho đối phương buông xuống. Ân. Thần hầu vương nhìn thấy mộng liên tiên tử, trực tiếp xù lông, tuy nói lối đi này bên trong nữ tử khí tức cũng không so nó cường đại đến mức nào, hơn nữa không bằng nơi xa vị kia, nhưng lại cho nó một cổ nguy cơ tử vong. Không. Không phải nàng. Thần hầu vương phát giác cái gì, ánh mắt như điện, thể nội bộc phát ra một cổ cường đại sức mạnh, nhìn về phía mộng liên tiên tử, chính xác tới nói là nhìn về phía mộng liên tiên tử sau lưng cái kia hư ảo kiến trúc cho nó mang đến nguy cơ tử vong không phải nữ tử kia mà là cái kia hư ảo cung điện cái này sao có thể chỉ là một cái cung điện hơn nữa còn là một cái hư ảo không thể tại hư ảo cung điện vì cái gì có thể cho nó mang đến nguy cơ tử vong